Rồi hello 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 các bạn Xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến Lại thời thuận đây hello các <laughs> em vào đi các em vào đi vào đi Chào toàn thể tất cả các bạn nhá Rồi Xin chào bạn uh, Nguyễn Vi Xin chào bạn uh, uh, Xuyến Kim bạn Phương Thảo bạn Hà Linh Xin chào bạn Trang Thư nhá bạn Nguyễn Trân bằng Việt Xin chào bạn Nguyễn Phương Thảo bạn Đinh Phương Xin chào bạn Lâm Trương Chào bạn uh, Trần Thị Mai Linh nhá Bạn uh, Thanh Nhàn Mai, Khánh Ngọc Nguyễn Ok, chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến Không hello, hello. biết là các bạn đã nhìn thấy thầy chưa? Chúng ta có thể cho thầy một uh, like và một uh, nút chia sẻ để chúng ta sẽ bắt đầu luôn được không ạ? <laughs> Vào việc luôn thầy ơi, <laughs> Lê Quốc Khánh uh, Tào Quang Hiếu, 500 anh em Thanh Hóa chào thầy Ok, chào toàn thể tất cả các bạn Thanh Hóa nhá Xin chào bạn Phương, bạn Nguyễn Tuấn. Ờ, những bạn nào mà 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 2K3 ấy đúng không? Chúng ta có em út gì đấy, người yêu cũ, người yêu mới. Đó, đang học lớp 11 thì chúng ta có thể là tăng các em ấy vào. Bởi vì ngày hôm nay là một buổi mà thầy sẽ tổng ôn cho các em uh, 2K4 nhá, để giúp các bạn có thể chúng ta chinh phục các kỳ thi sắp tới, đúng không ạ? Và cụ thể đó chính là kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi học kỳ 2 sắp tới cho các bạn nhá. Mục tiêu của chúng ta là lấy điểm 9 điểm 10 các bạn nhá. Rồi, À, xem live lâu lắm rồi mới được thầy giáo chào lại <laughs> xin chào nguyễn vi nhá <laughs> xin chào huệ lợn ôi giời tên gì mà tên facebook đặt là huệ lợn mệt chứ nhỉ thế uh, hôm nào ôn hình đó ạ à? tức là chúng ta sẽ theo thứ tự các bạn nhá tầm khoảng uh, cứ một tuần là các bạn sẽ được ôn uh, một đại và một hình nhá đó xin chào bạn quang anh bạn đào thị thu hà xin chào bạn uh, an khổng lê kim ngân xin chào phan minh nhá Mai khảo sát rồi ạ à. Xin <laughs> chào bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung Nay đẹp trai thế hở thầy Ok em Đúng không ạ hôm nay thì Đấy mình cũng lúc nào cũng đẹp trai mà các bạn nhỉ Các bạn khen thầy thầy thế thì đúng là chỉ có khen đến ngày mai thôi nhá Xin <laughs> chào Nguyễn Nhàn nhá Bạn ở Nguyễn Minh Vân Đó Xin chào Nguyễn Thảo nhá Lang quá thầy ơi <laughs> Lang đâu thầy thầy vẫn ok mà đúng không Giờ này là 8 ba 30 rồi Đó chúng ta sẽ nhanh chóng học bài luôn đúng không ạ? Cho thầy hỏi một chút là các bạn ở trên trường chúng ta đã có lịch thi giữa kỳ chưa các bạn hoặc là có lịch thi giữa học kỳ 2 của các bạn chưa? Bạn nào chúng ta có lịch rồi chúng ta comment xuống dưới cho thầy được không? <laughs> thầy có lịch live không ạ? Có em nhé. Lịch live stream của chúng ta thì uh, trên pet thì uh, thầy đang live vào tối thứ năm, đúng không ạ? Đối tối thứ năm hàng tuần đấy các bạn. Còn lại là dành cho các anh chị 2 k ba nhé. <laughs> hai năm rồi học đại học vẫn coi thầy ok xin chào bạn uh, gì đây suso <laughs> bạn đặt tên khó quá thì thầy không chào các bạn được nhá hai k một vẫn xem thầy liver ok em bạn phương thì bảo học tích phân đi thầy uh. <laughs> giờ này còn tích phân cái gì nữa đúng không tôi rồi uh, hôm nay thì uh, thầy sẽ tổng ôn uh, thi giữa kỳ 2 đúng không ạ và học kỳ 2 cho toàn thể tất cả các bạn hai uh, k 4 vì thế những bạn nào mà đang theo dõi livestream ấy đó thì mình có thể thứ nhất là mình tăng các em 2k4 vào đúng không? Đó. Được chưa? Để chúng ta cùng học luôn nhá. Những anh chị nào 2k3 mà chúng ta đang theo dõi có em mút gì đấy, người cũ người mới cũng được. Đúng không? Đang là 2k4 thì các bạn tăng vào giúp thầy Đó, đồng thời là các bạn có thể cho thầy một tim đó và một nút chia sẻ để chúng ta có thể lưu lại cái video này chúng ta học, đúng không? Hôm nay thì thầy sẽ ôn cho các bạn các bài toán về giới hạn của dãy số, đồng thời ôn giới hạn của hàm số nữa và dãy số thì chúng ta cũng có sẽ có bốn dạng đúng không thứ nhất là dãy số của dạng phân thức đó thứ hai là chứa căn thứ ba là lũy thừa và thứ tư là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đúng không ạ chúng ta sẽ ôn tổng cộng là bốn dạng này các bạn nhé ok không ạ Các bạn nào chúng ta uh, có file đây chưa uh, vì nó là trách nhiệm mà các bạn cũng nhớ rằng là hai uh, k tư của chúng ta ấy, thì xuất phát sớm thì luôn luôn là một lợi thế có đúng không và đương nhiên là kỳ thi năm 2022 của chúng ta sắp tới thì kiểu gì nó cũng thi trắc nghiệm thôi bởi vì theo như thông tin của bộ thì đến năm 2025 là là vẫn giữ nguyên hoàn toàn đúng không ạ cái quy chế và cách thức thi tức là các bạn yên tâm chắc chắn 100% là thi trắc nghiệm vì thế lúc mà thầy ôn cho các em thì thầy cũng sẽ định hướng với các bạn là chúng ta phải nâng cao kỹ năng làm trắc nghiệm đi đúng không ạ bởi vì trắc nghiệm là một trong những thứ mà nó không phải là chỉ có mỗi kiến thức không đúng không mà nó đòi hỏi chúng ta cần phải có kỹ năng có tư duy đúng không ạ có phản xạ đó rất là nhiều vì thế là tất cả các bạn hai cơ tư chúng ta phải luôn luôn phải rèn luyện ngay từ bây giờ đúng không đó file đề đâu vậy thầy đấy có một số bạn hình như chưa có file đề nhá thì nếu như bạn nào mà hiện tại chúng ta chưa có file đề ấy, đó thì chúng ta có hai cách các bạn nhận cách thứ nhất là các bạn chia sẻ lại chi này về giúp thầy đó chia sẻ ở chế độ công khai về trang cá nhân của bạn đúng không ạ và sau khi mà các bạn chia sẻ xong ấy tí nữa thì thầy sẽ đính kèm ở link ở trên caption cho các em luôn Đúng không? Bạn nào mà các em đang theo dõi livestream thì các bạn có thể cho thầy một tim các bạn nhá. Đó và thả thương thương giúp thầy, đúng không? Có lịch liver 2k4 không vậy ạ? À? Có em nhá. Đó. Có em nhá. <laughs> 2k4 đều có lịch livestream hết, đúng không? Đó, nhưng mà hiện tại thì bây giờ chuẩn bị livestream thì uh, thầy có đôi lời, đúng không? Muốn dặn dò cho đến toàn thể tất cả các bạn 2k4. Và thầy tin chắc là những bạn nào mà đang xem livestream đây thì đều là những bạn nào rất là chăm học rồi nó bởi vì các bạn đã có tinh thần, có ý thức học rất là tốt, đúng không? đó vì thế là thầy có đôi lời muốn gửi đến các bạn một số những cái lộ trình và những cái lịch học để dành cho tất cả các bạn hai cái tư đấy, đúng chưa? rồi thì các bạn chú ý này, có một số bạn là gì nhỉ? đã đến câu 3 rồi cơ, bạn Trần Kiên 1B2D3B, ôi nhanh thật, bạn nghiêm Trọng Tuấn HTT 1036, đó, ok, đó, chắc là bạn ở trong lớp vip của thầy rồi, đúng không? các bạn Trung Kiên hỏi là có khóa hai cái tư chưa ạ? rồi đó, ok ok, còn có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Thầy thấy một số bạn đang có rất nhiều câu hỏi về những cái lịch học này đúng không? Những lộ trình này rồi những khóa học mà dành cho toàn thể tất cả các bạn 24 thì thầy sẽ dành ra tầm khoảng 2 phút để thầy nói với các bạn như sau, được chưa? Thầy thông báo với các bạn như thế này này. Thầy thông báo nhá, còn file D thì các em yên tâm là sau khi livestream xong thì thầy sẽ đính kèm ở trên cho các bạn luôn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tổng cộng là à bốn dạng của giới hạn của dãy số, đúng không? Sau đó thì chúng ta có cả giới hạn của hàm số thì thầy dạy đầy đủ cho các bạn luôn. Đây. Đó, có hàm số đây các bạn nhé. Chúng ta cũng sẽ có bốn dạng đúng không? Có hữu hạn này, một bên này, vô cực này và vô định. Đó, và sau đó thì chúng ta học các dạng liên quan đến hàm số liên tục đúng không ạ? Và những cái thằng này là những thằng là gì các bạn? Là xác suất thi học kỳ 2 của các bạn rất cao. Đó, đúng không ạ? Và hiển nhiên là học kỳ 2 có thì giữa kỳ 2 cũng sẽ có rồi nhá. Để các em yên tâm là điều đấy, đúng không Có hai khóa hai cái tư chưa ạ? Đây, nếu bạn nào còn thắc mắc về cái khóa k 4 thì thầy nói với các bạn như sau. Đó chính là thầy đã chính thức đúng không ạ? Thầy đã khai giảng. Đó. Khóa luyện thi đại học năm 2022 dành cho tất cả các bạn 2K4 rồi. Đó, đã khai giảng rồi các bạn nhé. Và nếu như bạn nào cần quan tâm đến lộ trình hoặc là các bạn muốn biết về cái lộ trình học của chúng ta để làm sao các bạn cùng thầy đúng không ạ? Đồng hành chinh phục cái điểm 9 cộng và 8 cộng Đúng không? Đối với môn toán thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn lộ trình như sau. Bây giờ đang là tháng 3 đúng không các bạn? Đó, từ tháng 3 đến tháng 5. Từ tháng 5 đến tháng 10, đúng không ạ? Và từ tháng 10 cho đến tháng 6 năm 2022. Đó, chúng ta sẽ có ba cái lộ trình như này các bạn nhá. Thì các em nhớ cho thầy luôn như này này. Ờ có bạn hỏi là thầy ơi ôn phần cấp số cộng và cấp số nhân đi ạ. À? Có em nhé, có. Cứ từ từ bình tĩnh đã, đúng không? Các em nhớ rằng là bây giờ thì uh, từ tháng 3 đến tháng 5 ấy thì chúng ta có một khóa đó gọi là khóa S Đúng không? Khóa S Và rất nhiều bạn sẽ hỏi là nội dung của khóa S này là học cái gì vậy thầy? Thì thầy sẽ thông báo luôn đó chính là trong khóa LASS thì thầy sẽ tổng ôn cấp tốc toàn bộ nội dung của học kỳ 2, đúng không ạ? của toàn lớp 11 dành cho các bạn. Đó, dù sao đi chăng nữa thì các em nhớ rằng là để thi được đại học ấy nó không phải là chỉ học mỗi lớp 12 đâu. Đúng không? Đó, không phải chỉ học mỗi lớp 12 đâu mà có rất nhiều kiến thức nền tảng là nó có từ năm lớp 11. Vì thế là trong cái giai đoạn này này là các bạn phải học làm sao để chúng ta chắc chắn kiến thức lớp 11 trước. Đúng không? Đó, để khi mà các bạn có kiến thức chắc rồi thì mình đó xem như đó là cái bước đệm, một cái nền tảng để các bạn học tốt cái chương trình lớp 12. Đúng chưa? Thầy có thể lấy đơn cử cho các bạn như sau. Cấp số cộng, cấp số nhân ấy. Các em cứ hỏi anh chị 2K3 chắc chắn thi, đúng không? Rồi mấy cái bài toán tổ xác suất chắc chắn thi đó thậm chí là các bài toán về đạo hàm mà các bạn sắp tới sẽ được học đúng không ạ giới hạn đó, đặc biệt là hình không gian nó là một trong những vấn đề cực kỳ nan giải tất cả những phần mà thầy vừa nói cho các bạn xong ấy đều là thi hết vì thế trong giai đoạn này thì các bạn không được vội đúng không ạ mà chúng ta luôn luôn phải làm sao học thật chắc chưa thầy kiến thức lớp 11 những cái gì kiến thức lớp 11 đấy mà nó phục vụ cho thi trung học thông quốc gia thì thầy đều ôn lại cho các bạn trong từ tháng 3 đến tháng 5 luôn đó các em nhớ chưa còn trong tháng 5 đến tháng 10 thì làm sao đó chính là khóa lai C Đó Khóa lai C là bài đầu chúng ta học gì Học kiến thức lớp 12 Các bạn nhớ chưa Học trước kiến thức lớp 12 luôn Đúng không ạ Đây là lớp 11 này Chúng ta đã học lớp 11 Các em nhớ chưa Tức là gì các bạn nhỉ Từ tháng 5 ấy Bắt đầu tiên của tháng 5 Ngày đầu tiên của tháng 5 Có nghĩa là ngày từ ngày mùng 1 tháng 5 trở đi Lúc mà các em Hai các thứ ấy Ở trên trường ấy đúng không Đang gọi là Đang học chương trình học kỳ 2 Thì đến thời điểm này thầy đã bắt đầu chính thức là gì các bạn dạy luôn chương trình lớp 12 cho các bạn bởi vì quan điểm của thầy là có hai quan điểm rất rõ ràng quan điểm thứ nhất là học trước luôn luôn là một lợi thế đúng không tất cả các anh chị hai k ba cũng thế luôn luôn phải xuất phát sớm đúng không lúc mà người ta đang ôn chương trình học kỳ 2 của lớp 11 thì mình đã học luôn lớp 12 rồi đó đúng không ạ và từ tháng 5 đến tháng 10 thì chúng ta học xong toàn bộ chương trình lớp 12 đúng không ạ và khi các bạn học trước chương trình đó thì làm sao thì hiển nhiên là chúng ta gì chúng ta có nhiều lợi thế hơn đúng không so với những bạn là cùng trang lứa cùng trên lớp ấy, thì mình luôn luôn đi trước một bước đúng chưa để mình sẽ có thêm nhiều thời gian để có các bạn có thể tổng ôn và luyện đề và thầy tin chắc là các em sẽ đạt được hiệu quả rất là cao nếu như mình được học trước chương trình đúng chưa từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau thì mình chỉ có gì các bạn chỉ có tổng ôn và luyện đề thôi đó các bạn nhìn thấy không ạ một cái quãng thời gian luyện luyện đề và tổng ôn nó rất là dài và đây là cách học để các bạn chinh phục các điểm 8 cộng và 9 cộng đối với môn toán trong năm 2022. Thì các em nhớ giúp thầy. Đúng chưa các bạn? Đó. Vì thế, thầy cũng thông báo luôn cho các bạn là thầy đã chính thức khai giảng cái khóa cho các bạn 2K4 rồi nhé. Đây là khóa 2K4. Các em nhớ chưa? Những bạn nào muốn xuất phát sớm với thầy, những bạn nào mà xác định ý, mục tiêu 8 cộng, 9 cộng, đúng không ạ? Và các bạn muốn xuất phát sớm nhé. Cùng với thầy. Đúng chưa? Để chúng ta có thể uh, chinh phục được các mục tiêu 8 cộng, 9 cộng hoặc là các trường đúng không? Đó, các ngành top 1 thì chúng ta luôn luôn phải xuất phát sớm. Thì các bạn có thể đăng ký học với thầy luôn và đường link đăng ký ấy. Đó, những bạn nào hay cái tư ấy, các bạn muốn đăng ký khoa học thì các bạn có thể đăng ký đường link mà thầy đã để trên caption rồi. Đó. Đúng không ạ? Không biết thầy viết caption này đúng hay chưa, nhưng các em có thể nhìn thấy đường link ở trên không? Ok không ạ? Đấy, đường link trên caption đấy. Và nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Những bạn nào mà đăng ký học thì các bạn vui lòng chúng ta điền đầy đủ thông tin vào đường link đấy. Đó, các em hiểu chưa? Điền đường link đấy để làm gì? Để chúng ta đặt chỗ. Đúng không ạ? À? Và đương nhiên đặt chỗ trước thì có cực kỳ nhiều lợi thế và cực kỳ nhiều ưu đãi. Đó, đúng không? Em muốn đăng ký khoa học ạ? À? Đây, thầy sẽ nói cho các bạn một chút luôn nhá. Có nhiều bạn hỏi về học phí và những ưu đãi mà nếu như bạn nào đăng ký sớm thì chúng ta sẽ có những quyền lợi gì, có những ưu đãi gì đúng không? Thì thầy sẽ thông báo với các bạn luôn như sau. Thứ nhất là những bạn nào mà đăng ký sớm ấy thì học phí hiện tại của các bạn đang được sale 50%, các bạn nhớ nhá. Sale 50%. Đó, những bạn nào đăng ký sớm thì chúng ta đều được sale 50%. Giá gốc đang là 3 triệu 6 một năm. Các bạn nhớ chưa? Đó, giá gốc đang là 3 triệu 6 một năm Nhưng các bạn được giảm 30% Nó chỉ còn lại là 1 triệu 8 Và các em nhớ luôn giúp thầy Là học trong 1 năm Các bạn nhớ chưa Đó các em nhìn thấy không ạ? Đó là học trong một năm Tức là bây giờ cho đến lúc thi đại học năm 2022 thôi Các em hiểu ý thế không? Tức là học full Đúng không? Học full Đó, đến gì các bạn? Đến thi đại học luôn Được chưa? Năm 2022 luôn Đó, các em hiểu chưa? Ok không ạ? Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ được học tất cả các khóa luôn Thì thầy cũng sẽ có 3 khóa để giúp cho các bạn có thể chinh phục các điểm 8 cộng, 9 cộng Đó là gì các bạn nhỉ? Đó sẽ là khóa luyện đề, khóa tổng ôn và khóa chuyên đề. Tất cả ba khóa đây gồm có như sau này. Lai C. Nó chính là khóa chuyên đề kiến thức lớp 12. Đúng không ạ? Chuyên đề lớp 12. Các em nhớ chưa? Đó, thứ hai là gì các bạn nhỉ? Đó chính là khóa Lai T. Đó chính là khóa luyện đề đúng không ạ? Luyện đề. Đó, luyện đề thì vẫn giống như kiểu anh chị 2K3 hiện tại đang luyện thôi, đúng chưa? Và khóa thứ ba là khóa Lai G. Đó chính là khóa tổng ôn cấp tốc và chọn lọc. Ok không? Thì các bạn đều được học tất cả ba khóa này luôn. Các em nhớ chưa thầy chưa? Học phí này là bao gồm có cả ba khóa này rồi và các em được học tất cả ba khóa này cho đến lúc thi. Đó là ưu đãi lớn nhất dành cho những bạn nào 2K4. Chúng ta xác định mục tiêu 8 cộng và 9 cộng. Các bạn muốn xuất phát sớm với thầy luôn thì các em có thể nhanh chóng chúng ta đăng ký, đúng không ạ? Ngày khai giảng chính thức của chúng ta, ngày khai giảng khóa học chính thức của chúng ta là ngày 15 tháng 3. Các em nhớ thầy nhé ngày 15 tháng 3. Đó, ok không ạ? Và các em cũng sẽ nhớ luôn cho thầy một chút như thế này này. Đây, có nhiều bạn hỏi là khóa luyện đề như thế nào, tổng ôn giam sao đúng không? Thì thầy sẽ sâu cho các bạn như sau. Đây, đó, tất cả các em 2K4 ấy, đúng không? Chúng ta có thể nhìn đến tấm gương của anh chị 2K3 để chúng ta nói theo. Và đây sẽ là nhóm của các anh chị 2K3 đang học với thầy trong năm nay. Đó, đúng không ạ? Đang có 7956 thành viên. Đây thầy chắc chắn với các bạn một điều là một trong những nhóm đúng không ạ? Một trong những nhóm học chất lượng cao và top 1 về số lượng thành viên trả phí, đúng không ạ? Về chất lượng. Đó, đông nhất Việt Nam luôn. Các em nhìn thấy chưa? Và thầy rất hy vọng là các em 2K4 chúng ta có thể là gì các bạn? Có thể là noi gương các anh chị về chăm học, đúng không? Đó, đây là khóa chuyên đề kiến thức lớp 12 và thầy sẽ dạy cho các bạn ở trong nhóm kín, đúng chưa? Thứ hai là khóa luyện đề này, đây các em có thể nhìn thấy luôn. Đặc biệt là các em 2K4 ấy, chúng ta nhìn cái tấm gương của anh chị là các bạn biết ngay đúng không ạ đó hoàn toàn chúng ta thấy gì các bạn uy tín luôn được chưa 7595 thành viên và cuối cùng là chúng ta có khóa tổng ôn cấp tốc đúng chưa đó khóa tổng ôn cấp tốc đây đó và khóa hai k tư thì thầy đã mở rồi đây các bạn nhìn thấy đây là khóa hai k tư của thầy đây đang có 119 thành viên và thầy cũng tin chắc đây là một trong những cái gì các bạn những bạn đầu tiên mà chúng ta đang vào lớp rồi đó đây là khóa hai k tư mà thầy đang gì các bạn đang chuẩn bị khai giảng và thầy cam kết với các bạn là trong trong khóa này này, thầy chưa dạy bất cứ một buổi nào, đúng không ạ? Chị bất cứ một buổi nào mà đã có 119 bạn đã đăng ký rồi. Đúng chưa? Thì nếu như bạn nào mà chúng ta xác định học ấy thì các bạn nhớ là điền thông tin vào đường link mà thầy đã để trên caption để chúng ta học, các bạn nhé Cái thứ hai là nếu như bạn nào đăng ký ấy, có một cái nữa là nếu như bạn nào hay cái tư ấy đúng không? Đó, các bạn cần thêm thông tin hoặc là có một số bài tập gì đấy, đúng không các bạn muốn hỏi ý kiến thầy thì các em có thể nhắn tin trực tiếp vào facebook cá nhân của thầy đây đó đúng không sau này thì kiểu gì mà trong lúc học tập của các bạn đúng không kiểu gì mà chả gặp khó khăn đó không ai nói trước là mình không bao giờ khó khăn cả mà kiểu gì các bạn vẫn sẽ gặp khó khăn có một số bài toán khó này đúng không có một số cái giai đoạn mà các bạn cần thầy tư vấn này đó đúng không vân vân thì các em có thể tự tin chúng ta nhắn tin trực tiếp cho thầy thông qua facebook này thì thầy rất mong là thầy sẽ giúp đỡ được các bạn trong quá trình học tập đấy các em nhớ chưa đó và Facebook của thầy đó là Hồ Thức Thuận Đó có tích xanh đây Các em nhìn thấy không Và các em chỉ search facebook này là chúng ta sẽ ra ngay Và rất uy tín các bạn nhé Hiện tại đang có hơn 283.000 người theo dõi đây Đó các em có thắc mắc gì thì mình có thể Nhắn tin trực tiếp cho thầy thông qua facebook này Đó ok không Đó là những thứ mà thầy đã nói với các bạn nhé Để cho chúng ta có thể nắm được luôn Ok không ạ những bạn nào đăng ký sớm thì chúng ta được sale 50 học phí đúng chưa được học tất cả các khóa từ bây giờ cho đến lúc thi và học phí đang được sale còn lại là gì các bạn từ 3 triệu 6 giảm còn 1 triệu 8 trên 1 năm. Các bạn nhớ nhé, học 1 năm tức là học từ bây giờ cho đến lúc thi ấy. tính ra thì tầm khoảng 15 tháng. Đúng không ạ? Chỉ có 100 000 một tháng thôi mà các bạn được học đầy đủ tất cả các khóa từ bây giờ cho đến lúc thi. Và thầy cam kết đây là khóa học rẻ nhất, đúng không ạ? Rẻ rất nhiều so với các bạn học đi học gì các bạn? Học học. đúng không? Đó, ok nhá. Đó là những thứ mà thầy muốn nhắc cho các em. À đúng rồi. Nhưng mà đăng ký sớm thì các em đều được tặng thêm một cuốn sách nữa, tặng thêm một cuốn sách, đó khách là gọi là sách lai like C nhá, để phục vụ cho quá trình chúng ta học tập ok không ạ đó thầy chỉ giới thiệu các bạn như thế thôi nhá bây giờ chúng ta sẽ đến phần học luôn có bạn nào có thắc mắc gì nữa không các em bây giờ chúng ta đến phần học luôn các bạn nhá rồi cảm ơn các em đã lắng nghe thầy uh, uh, giới thiệu đúng không cảm ơn các em rất là nhiều nhá học thầy ơi rồi ok bạn trịnh giang bảo là ơ thế mà lâu nay em tưởng hồ đức thuận ạ à? <laughs> thầy là thức các bạn nhá bắt đầu học đi thầy ok bạn giang hà đúng không bạn trịnh thu trang học đi thầy ơi rồi bạn lan anh học thầy ơi rồi đấy có một số bạn đã dục thầy học rồi ờ, thầy cảm ơn toàn thể tất cả các bạn đã lắng nghe đúng không Đó, những cái lời mà thầy vừa nói với các bạn và chia sẻ cho các em để chúng ta có thể đăng ký học sớm không có một số bạn không biết thông tin đăng ký quá muộn đó đăng ký muộn mà vào bộp chộp thì thầy đảm bảo với các bạn là chúng ta rất khó để theo kịp những bạn ở trong lớp đó đúng không nếu xác định học thì chúng ta phải xác định học luôn và ngay bây giờ bởi vì đăng ký sớm thì mình hiển nhiên là có rất nhiều lợi thế đúng không? Có cực kỳ nhiều ưu đãi luôn. Đó, ok chưa? Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vào việc luôn các bạn nào, vào việc luôn nhá. Nội dung ở ngày hôm nay là là thầy sẽ tổng ôn uh, giữa kỳ 2 cho các bạn. Chúng ta sẽ ôn khá nhiều đấy. Toàn bộ 100% trách nhiệm. Nhưng các em cũng chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay chúng ta ôn khá nhiều đấy. Đúng không? Khá là nhiều luôn. Đó, có cả hàm số về phía sau này có cả đạo hàm luôn các bạn này. Đó, có cả đạo hàm và có cả hình không gian luôn. Đó, hàm số liên tục đây, đúng không? Các em có file chưa các em? Bạn nào chúng ta muốn lấy lấy file đề này không nhỉ? File đề này thì thầy nghĩ là rất là rất là đầy đủ luôn, có cả đại có cả hình luôn nhá, full hết tất cả luôn các bạn. Đó, đúng không? Mà thầy thì đã chia thành từng dạng từng dạng cho các em dễ học nhá. Đó, chia từng dạng thì các em sẽ tiếp thu nó dễ hơn. Đúng chưa? Rồi, chúng ta sẽ vào nào, vào việc luôn các bạn nhá. Bạn nào mà chúng ta muốn nhận file đề thì rất đơn giản thôi, các em có thể cho thầy một chia sẻ đúng không? Và một tim đó, sau livestream thì thầy sẽ gửi tặng các bạn toàn bộ cái file đề này nhá. Ok không? Cho em xin file đây thầy ơi. Rồi. Em còn chưa học đạo hàm thầy ơi. Úi giời ơi giờ chưa học đạo hàm. Đó, thì yên tâm nhé. Trong khóa LS thì nếu như bạn nào đăng ký thì thầy sẽ tổng ôn cho các em luôn, đúng không ạ? Tổng ôn toàn bộ những nội dung kiến thức lớp 11 nó phục vụ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tức là thi đại học của các bạn ấy. Đó, những cái gì cần mà những cái trọng tâm thì thầy đều ôn cho các em trong khóa LS nữa hết. Đó, ok chưa? Rồi chúng ta vào việc luôn các bạn nào Cái dạng đầu tiên mà thầy cho mình sẽ cùng học Đó là dạng dãy số Dạng phân thức Đúng không ạ? Giới hạn của dãy số dạng phân thức Đó và các em nhớ rằng là đây là buổi thứ ba rồi Các em nhìn thấy tiêu đề không? Các em nhìn thấy tiêu đề không? Tiêu đề này là like này là like thứ ba Dành cho tất cả các bạn 24 rồi đấy Các em nhìn thấy không? Tức là trong hai like trước ấy Nếu bạn nào đã chia sẻ về rồi thì thật đảm bảo với các em là có các em làm sao nhỉ? Chúng ta đã ok về phần này hết rồi đó, lý thuyết là một cái dạng bài tập này thì các em đều là gì các bạn? là xử lý được ngon rồi Đúng không? Đặc biệt là cái dạng phân thức này này Đó Thầy đã dạy cho các bạn một số cái mẹo để chúng ta làm trắc nghiệm nó rất là nhanh Còn chấp cả Casio luôn Đúng không? Vậy có một như nào? Các anh chú ý này Chú ý Đó Tính L Đúng không ạ? Là lim của N 1 trên N mũ -3, 3 cộng 3 Đáp án gì các bạn? Đáp án B luôn Đó Chắc là mất trừ đến tầm khoảng một giây thôi đúng không? Nhưng vấn đề là các em đã giải thích là tại sao là bán B nhanh vậy không? Nhớ là bài này không dùng máy tính nhá, đồng chí nào dùng máy tính bài này thầy chặt cu luôn đấy. Đồng chí nào mà dùng Casio bài này này. Đó là sao? À thì tự giác chặt cu đúng không ạ? Đó, đơn giản không? Tại sao thế? Bởi vì làm tay các bạn chỉ mất tầm một giây thôi. Đúng không? Đó, bạn nào có thể cho thầy biết tại sao là bạn B nào? Các em comment xuống dưới thầy xem nào. Để xem thầy biết là bạn nào giải thích được chứng tỏ bạn rất hiểu luôn, cực kỳ ngấm luôn. Đó, được chưa các bạn? Tại sao bán B? Bởi vì đây là một phân thức Đúng không ạ? Và làm sao? Bậc tử Đúng không ạ? Bậc tử làm sao các bạn? Nó sẽ bé bậc mẫu Đúng không? bé bậc mẫu Đó Thì giới hạn của chúng ta luôn luôn bằng không Bậc tử đây là bậc 1 Là bậc cao nhất Bậc mẫu là bậc 3 Đúng không? Thì luôn luôn là gì? Luôn luôn là gì? Là giới hạn bằng không Ok không ạ? Tiếp tục Câu số 2 Nhìn vào đây như vậy có 2 đáp án gì các bạn đáp án gì đây bậc tử của chúng ta là bậc bậc hai đúng không bậc mẫu của chúng ta cũng là bậc hai đó cái dạng hàm phân thức này thì hôm trước thầy đã dạy cho các em rồi đó là các em chỉ cần so sánh bậc cao nhất trên tử và bậc cao nhất dưới mẫu thằng này đang bằng nhau đúng không bằng nhau thì lim của chúng ta bằng gì là bằng a trên c đó có đúng không nhưng mà A trên C thầy đã dạy rồi Nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì giới hạn của thầy luôn luôn bằng A trên C Nhưng A là gì? C là gì? A được gọi là hệ số đứng trước bậc cao nhất trên tử Là bằng mấy các bạn? Là bằng trừ 1 Đúng không? Giới mau mấy là bằng 2 Đúng không? Trừ 1 phần 2 là bằng D luôn đấy Đó, một giây thôi Đúng không? Cứ bài này là auto một giây luôn Đó, chúng ta chỉ cần nắm được cái tính chất của nó thôi Là ra ngay Đúng không? Tiếp tục Câu số 3 Bằng mấy? Tất cả các bạn comment xuống dưới này đáp án nào. Câu 3, câu 4 nào. Mỗi một bài chỉ được tầm khoảng 1 đến 3 giây thôi. Nhìn một phát là tan xa luôn. Đúng không? Câu 2D đúng rồi, chính xác. Câu 3 nào. Đáp án gì các bạn? Bậc tử là bậc 3. Bậc mẫu cũng là bậc 3 đúng không? Thì lim của nó là bằng A trên c thôi Luôn luôn là như thế các bạn nhé. Đó, đúng không? A và C lần lượt là các hệ số trên tử và dưới mẫu. Thì các bạn nhìn thấy không? 1 chia 3 là 1 phần 3 luôn. Đáp án B. Đó, ok không? Câu 4. Câu 4. Đây, các bạn quan sát nhá. Hiển nhiên nó là phân thức rồi nhưng các em quan sát thằng này không? Cái bậc cao nhất trên tử chúng ta đang nhìn thấy đó là bậc 5. Đó, và hiển nhiên bậc cao nhất dưới mẫu cũng là bậc 5. Bằng nhau thì hiển nhiên lim của thầy là bằng gì các bạn? A trên C. Có đúng không? A mấy? A bằng 8. C mấy? Bằng -4. 8 chia -4 thì bằng -2. Đáp án gì? đó là A. Đúng không? Tất cả các bạn đang xem livestream phải làm được mà làm rất nhanh cho thầy đúng không bởi vì các em phải nhớ rằng là lên thi đại học năm 2022 ấy. thì các em biết thi mấy câu không các bạn có biết chúng ta thi mấy câu không 50 câu 90 phút đúng không tức là chúng ta chia trung bình nha các bạn chỉ có một phút tám một câu thôi vì thế là tất cả những kỹ năng làm trắc nghiệm làm sao để chúng ta làm đúng nhất nhanh nhất và chuẩn nhất thì các bạn phải rèn luyện ngay từ bây giờ luôn đó ok không ạ tiếp tục câu số 5 nào bạn nào có đáp án thì chúng ta comment xuống dưới thầy luôn đáp án gì đây được chưa? Các bạn quan sát này. Cũng là phân thức bậc cao nhất trên tử là bậc mấy? Là bậc 2. Bậc cao nhất dưới mẫu cũng là bậc mấy? Là bậc 2. Đúng không? Đó, bởi vì sao? Bởi vì đây là bình phương. Thực ra các bạn phá ra thì nó cũng là đời bình mà. Đúng không? Và hiển nhiên là bậc trên tử bằng bậc mẫu thì lim luôn luôn là bằng A trên C cái đã. Đó, A bằng mấy? A bằng 4. C mấy các bạn? C mấy? C mà nhiều bạn bảo là ba là sai luôn đấy nhá. Tại sao? Bởi vì các em quên mất rằng là đây là chúng ta chưa phá hàng thức ra Nếu phá hàng thức ra thì phải là bằng 9 nhân n bình Đó, các em nhìn thấy không? Vậy, cái hệ số C của chúng ta đây sẽ bằng 9 chứ không phải bằng 3 Đó, đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án A Ok chưa? Đó, ok, đấy, rất nhiều bạn làm cực kỳ tốt luôn nhá Thầy xin đọc tên một số bạn như sau Bạn Hoàng Công 7A rồi cơ, bạn Phan Đăng Nhật này Bạn Tùng Dương này, Nguyễn Hải này Bạn Nguyễn Thùy Linh này Lan Anh này, đúng không? Nguyễn Thảo này. Đó, Nguyễn Phương Lan này, làm rất là tuyệt vời luôn nhé Bạn uh, bạn Mai này đúng không? Đó, Hoàng Công này, Trần Quốc Cường này, Xuân Công này, đấy, rất nhiều bạn cực kỳ làm cực kỳ nhanh luôn các em ạ. Đúng chưa? Tiếp tục câu số 6. Câu 6. Câu 6 bảo liên hợp này. Ui giời ơi, đồng chí nào liên hợp bài này đó Thầy thật cu luôn đấy. Tại sao? Làm ra kết quả chỉ mất tầm một giây thôi. Nếu như nó làm trách nhiệm nhưng cách làm là làm như thế nào? Đúng không? Các em chú ý này. Chú ý cái kỹ này nhá. Lim của chúng ta trong bài này là gì đây? Chú ý. Có rất nhiều bạn làm đúng rồi, nhưng các em nhớ là bỏ liên hợp là không cần đâu. Đúng không ạ? Tại sao là thế? Bởi vì các em quan sát này. Bậc cao nhất dưới mẫu là bậc 1. Đúng không? Tức là n là n mũ 1 mà. Còn trên tử thì làm sao? Trên tử thì các em nhìn thấy đây. Căn của n bình. Đúng không ạ? Căn của n bình thì về bản chất cũng là bằng n Còn thằng này là gì? Thằng này n mũ 1 phần 2 Tức là thằng này các bạn không cần quan tâm Đúng không ạ? Khi tính giới hạn của các hàm phân thức ấy, Thì các em chỉ cần quan tâm đến cái số mũ cao nhất trên tử thôi Đúng không ạ? Và số mũ cao nhất ở dưới mẫu Và đương nhiên là nó đang gì các bạn? Đang bằng nhau Đều là bằng một hết Thì liêm chắc chắn bằng A trên C Đó Các bạn nhớ chưa? Liêm bằng A trên C Không phải chia trọt gì hết Các em nhớ chưa? A trên c nguyên tắc là như thế, không phải chia chọn chỉ hết nó rất đỉnh cực kỳ nhanh luôn, đúng không? Nhưng A bằng mấy? Thì các em để ý đây căn bậc hai của bốn n bình, đúng không? Căn bậc hai các em nhớ này, đây chúng ta nhầm này, căn bậc hai của bốn n bình thì bằng mấy các bạn? Bằng hai n. Đó đúng không? Trong trường hợp này n là một số dương, thì các bạn sẽ biết là hệ số a của thầy nó chính là hệ số đứng trước bậc cao nhất trên tử là chắc chắn bằng hai, đúng không? Còn dưới mau bằng ấy, nó lù lù, lù lên các bạn này, đúng bằng 2 không? 2 chia 2 bằng 1, đó đáp án C. không phải chia bất cứ cái gì hết các bạn nhá. Thầy đã dạy cho các em là chúng ta so sánh bậc trên tử bậc dưới mẫu, không phải chia bất cứ cái gì hết. Đúng không? Vẫn luôn luôn là được. Đó, ok không? Là câu số 6 các bạn nhá. Tiếp tục câu số 7 nào. Câu 7 này rất nhiều bạn là chúng ta chưa biết làm đây. Câu 7 là có A cơ. Đúng không? Có bạn bảo là sao giống công chiếu thế nhỉ nữa. Đây đang live stream trực tiếp thì ông Chí lại bảo là công chiếu Bạn Nguyễn Văn Thắng nhá Nào có bài nào có bài nào Bạn Tùng Dương đáp án A này Đó bạn gì đây Bạn Hoàng Công là đáp án A Bạn Vũ Quỳnh Nga cũng đáp án A Ui rồi làm lại câu 8 rồi cơ Ok đó rất nhiều bạn cực kỳ đỉnh luôn các em ạ Mình nhìn live stream này mình mới biết là 2K4 là một trong thế hệ đúng không Có rất nhiều bạn giỏi luôn Đó và những bạn nào mà hiện tại mà đang học ấy Thì thầy theo thầy nghĩ là đều rất tuyệt vời đúng không? Bởi vì các em có ý thức học rất là cao. Đó, có tinh thần học rất cao và tị, khả năng xuất phát sớm của các bạn rất là tuyệt vời luôn. Và cũng thầy cũng tin chắc là các em sẽ gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ chinh phục được điểm 8 cộng và 9 cộng trong học kỳ 2 này sắp tới. Và đơn giản nhất đó chính là, là gì các bạn? Là chúng ta sẽ xử lý những bài như này, đúng không? Ok các ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số câu số 7. Câu số 7. Như sau Gọi S là từ gì các bạn? Tham số nguyên A Các bạn nhớ nhá Số nguyên A nhá à, Đúng không ạ? Thỏa mãn lim cái này bằng không Đúng chưa? Thì các bạn nhớ thầy này Tính chất này Lim của gì? 3N cộng 2 Tất cả trên N cộng 2 Đúng không ạ? Cộng với A bình trừ 4A bằng không Thì các bạn nhớ này Nhớ gì? A của chúng ta là một số nguyên Đúng không? A là một số nguyên mà lim đây các bạn nhìn thấy là có dấu cộng thì các bạn có quyền tách ra thành hai lim con đúng không ạ? Là lim của gì? Lim của 3n cộng 2 trên n cộng 2. Đúng không? Cộng với lim của cái này. Đó. A bình trừ 4a có đúng không? Thì bằng gì các bạn? Bằng 0. Nhưng vấn đề nằm chỗ cái lim thằng này mấy? Lim thằng 3. Có đúng không? Lim cái này thì các bạn biết là nó là một con số cụ thể, bản chất A là một tham số thì lim của nó cũng chỉ bằng chính nó luôn. Đúng không? Tóm lại là cộng với A bình trừ 6A thì bằng bằng 0. Đó, ok không ạ? Hình dung chưa các bạn? Thì người ta hỏi là gì đây? A bình trừ 6A cộng, cộng 3 bằng 0. Đó, đúng không? Thì các em tìm nghiệm nó thôi. Các bạn xem có bao nhiêu nghiệm A thôi. Đúng không? Đó, các bạn lấy mình tính các bạn bấm thầy xem có bao nhiêu nghiệm A nào. Các bạn lấy mình tính các bạn, các bạn bấm nhá Chúng ta có này. 19222 đúng không? Đó, một bằng này, trừ 6 bằng này và 3 bằng này. 3 cộng căn 6 và 3 trừ căn 6, đúng không? 3 cộng căn 6 và A bằng 3 trừ căn 6. Đó. Ok không? Trừ 4A đúng không ạ? À, chỗ này trừ 4A, xin lỗi các bạn nhé. Chỗ này trừ 4A. Đó, 4A thì nó có hai nghiệm đẹp rồi đúng không ạ có hai nghiệm đẹp rồi a cộng b cộng c mà không thì có nghiệm bằng uh, một đúng không ạ một nghiệm bằng bằng c nào má? nếu như là a bằng bốn thì nó khỏe quá nhá thì các bạn sẽ suy ra gì các bạn tổng tất cả các phần tử thì các bạn lấy 1 cộng ba thì bằng mấy các bạn bằng bốn đó ok không đó chính là câu số 7 các bạn nhá thầy đọc comment thầy ơi ok rồi Tha, chưa à? cảm ơn các em rất là nhiều nhá cảm ơn các em rất là nhiều đấy có một số bạn là nhìn rất là nhanh luôn đúng không <laughs> thầy chỉ cầm nhầm một cái thôi là đòi chặt cu thầy rồi giống như kiểu anh chị 2k3 cứ thầy thuận mà cứ lén phen chỗ nào là bắt đầu đòi chặt cô thầy <laughs> được chưa rồi trừ 4 a thầy ok cảm ơn các em rất nhiều tiếp tục chúng ta chuyển sang hai câu số 8 nào đó câu 8 nhá cho a thuộc r đúng không sao cho giới hạn này này bằng cái này khẳng định nào sau đây là sai đó đúng không tìm a thôi đúng không bản chất là chúng ta đang giải phương trình thì tìm a thôi nhưng cái vấn đề chính là các bạn nhìn thấy cái thằng vế trái không các bạn nhìn thấy bên trái cho thầy như sau Lim của A N bình Đúng không? Cộng A bình N Cộng 1 Trên N cộng 1 tất cả bình Đó, Cái này mấy Bạn đã biết cái lim về trái không? Lim về trái này này Bằng mấy các bạn? Chắc chắn 100% bằng A Có đúng không? Nhưng bạn hỏi tại sao hay vậy thầy? Bản chất cái thằng này mà thầy vừa dạy các bạn xong ấy Nó đang có dạng là phân thức Đúng không? Bậc cao nhất trên tử nó là bậc 2 Đúng không? Bậc cao nhất dưới mẫu cũng là bậc 2 và gặp các loại mà bậc tử bằng bậc mẫu thì chúng ta luôn luôn tìm hệ số chia nhau. Thì A chia 1 bằng A. Đó, chuẩn chưa? Tóm lại lim của bên trái bằng A thôi. Thì từ đấy thì các bạn sẽ có nghe một phương trình đó là A của chúng ta bằng A bình trừ A cộng 1. Đó, đẹp ra chưa? Vậy các bạn chuyển về đổi dấu thì chúng ta có A bình trừ 2A cộng 1 bằng 0. Đúng không ạ? Và A mời các em. A bằng 1. Chuẩn chưa? Đó, thì chúng ta chọn đáp án gì đây? Đáp án gì các bạn? A bằng 1 thì liền nhiên nó chỉ có đáp án A thôi Chẳng chưa các bạn? Đơn giản không? Nó ra rất là nhanh rồi Đúng không ạ? Tuy nhiên cái đây là một trong cái mẹo để các bạn làm trắc nghiệm nhé Mặc dù những thằng râu ria bên cạnh này này Nó không bao giờ liên quan đến cái kết quả của bài toán Mà chẳng qua nó chỉ là gì các bạn? Là nhiễu thôi Cái chính là chúng ta quan sát giúp thầy xem Là cái bậc cao nhất trên tử Bậc cao nhất dưới mẫu là nó bằng bao nhiêu Đúng không ạ? Và chúng ta đem so sánh để chúng ta tìm ra giới hạn nhanh nhất có thể. Đó, ok không ạ? Chiếu đề ra đi thầy đây. Các bạn nhìn thấy không? Rất đơn giản nhé. Mấy bài này thì đảm bảo với các bạn tầm 30 giây là căng lắm rồi đấy. Đúng không? Tầm 30 giây là căng lắm rồi đấy các bạn. Đó, ok không? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 9. Câu số 9. Nào, câu 9 nào. Thầy muốn là 100% các bạn đang xem đây. Phải làm được bài này. Đúng chưa? Mà phải làm nhanh là làm khác nếu làm đúng ý chắc nghiệm ý làm đúng ý mà làm chậm thì cũng chết có đúng không ạ? cái chính là thầy muốn các bạn là gì phải làm rất nhanh cho thầy đó được chưa các bạn nào câu chín nào tất cả chúng ta comment xuống dưới thầy nào câu chín là án gì các bạn hoàng công bảo thầy đừng che đề không thầy có che đâu đấy có rất nhiều bạn ở bạn a đấy bạn trang này bạn lê khắc toàn này đúng không bạn trần thị phương này có bạn nào nữa nào đó, ui rồi có một số bạn làm rất nhanh nhỉ. Bạn Tuấn CR này, bạn Tuấn CR. Bạn Nguyễn Đình Vũ này, bạn Vũ Quỳnh Nha này nào. Ui rồi có rất nhiều bạn luôn đúng không? Nguyễn Thảo này. Lê Trường này, Hoàng Vũ Phan này, Võ Hồng Vân này, Lê Đức Nghiêm này, bạn Lan Anh này, đấy, rất nhiều bạn làm ra là bạn à. Đó thì thầy bây giờ thầy thử xem đáp án như thế nào các bạn nhé. Các bạn chú ý này. Bây giờ các bạn quan sát bực trên tử đi, các em quan sát này. Người ta bắt các bạn tìm giới hạn của cái dãy số này đúng không? Bậc trên tử bằng mấy? Thằng này mũ 1 đúng không? Thằng này mũ 2. Đó, mũ 1 nhân mũ 2 thì chắc chắn mũ cao nhất sẽ phải là mũ 3. Đúng không? Và hiển nhiên dưới mẫu cũng là mũ 3. Đó, các bạn quan sát nào. Thì khẳng định là nếu bậc trên tử bằng bậc dưới mẫu thì lim của thầy bằng A trên C. Đúng không? Đó, như bạn hỏi tại sao bậc tử bậc 3 vậy thầy? Bởi vì các em nhớ rằng đây là bậc 1. Chúng ta nhân với bậc 2 Bậc 1 nhân bậc 2 thì sẽ thành bậc 3 Nó khác hoàn toàn so với cộng nhé Nhân thì chúng ta làm gì các bạn nhỉ Chúng ta sẽ đắp bậc kêu lên nó Hay là chính xác hơn các bạn sẽ lấy số mũ cộng vào với nhau Bậc 1 nhân bậc 2 Thì sẽ thành bậc 3 Đúng chưa Giới mẫu cũng bậc 3 Đó. Thì A của thầy bằng gì đây A của thầy các bạn để ý nhé Thằng này 3 nhân với 1 thì bằng 3 Đúng không ạ đó, các em hiểu chưa? Ok không ạ? Tiếp tục Dễ mẫu bao nhiêu? Dễ mẫu là chính là bằng 4 mũ 3. Đúng không? 4 mũ 3 của chúng ta bằng mấy các bạn? Bằng 64. Có đúng không? Tóm lại chúng ta sẽ suy ra A trên B nó chính là bằng 3 trên 4 mũ 3 đấy. Vậy A mấy các bạn? A bằng bằng 3 đúng không? B bằng mấy các bạn? Bằng 4 mũ 3 này. Đó các bạn lên hai thằng nhân với nhau thôi. Có đúng không? Đó. Vậy chúng ta sẽ suy ra ngay và luôn đó là A nhân B của thầy sẽ là bằng 3 nhân 64 đúng không thì bằng 100 192 chắc chắn là bạn A. Đúng chưa? Nó rất là nhanh rồi nha, rất là nhanh rồi, không cần phải chia chọt gì hết. Đồng chí nào bây giờ còn bảo chia vào đây nữa thì không phù hợp với trách nhiệm đâu. Bởi vì trách nhiệm của chúng ta hiển nhiên là chúng ta có rất nhiều cách để các bạn làm nhanh hơn, đúng không? Tiếp tục. chúng ta chuyển sang cho thầy câu số 10 là câu cuối cùng nhá, sau đó chúng ta chuyển sang dãy số chứa căn thức. Bởi vì ngày hôm nay thì các em nhớ rằng là trong phần dãy số chúng ta có bốn dạng Thứ nhất là phân thức là xong Thứ hai là có căn thức Thứ ba là lũy thừa Và thứ tư là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đúng chưa? Đây là giới hạn của dạy số Và các em nhớ là có cả hàm số nữa cơ nhé Các em nhớ học cho nó đúng bài bản Và trình tự vào Thì kết quả của các bạn mới có được đúng không? Mới cao được nhé Được chưa? Bạn Phan Đăng Nhật bảo xem liver tầy từ khóa 2K2 <laughs> Kinh quá Không biết là bạn 2K4 hay sao mà xem từ 2K2 cơ Quá là giỏi luôn nhỉ nào tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 10 nào Câu 10 như sau Lim cái này Bằng 1 phần 2 Với A là tham số <laughs> Các bạn thấy đơn giản không Đó, Đơn giản không Đó Bạn nào bảo gì đây Bạn Phạm Thị Lý bảo Em xin file đề với ạ ờ, Các em mà muốn nhận file đề rất đơn giản thôi Đó, Các em chia sẻ Lái chị này về nhá Và đồng thời các em gọi là cho thêm một tim Một like nhẹ đúng không đó, sau livestream thì thầy sẽ đính kèm ở trên caption của các bạn luôn Hoặc là chúng ta theo dõi trực tiếp trên trang fanpage của thầy cũng được Bởi vì đằng nào sau livestream thì thầy cũng sẽ gửi tặng các bạn file đề đấy Nhá, yên tâm chưa? Khi nào thầy livestream tiếp ạ? À? lịch livestream của thầy đó sẽ là vào tối thứ năm hàng tuần các bạn nhé Các bạn chú ý nhá ờ, Chắc là tầm khoảng từ 8 giờ đến 8 giờ 30 thì đấy là bắt đầu thôi Đúng, đa số là thầy bắt đầu sớm sớm một chút xíu Bởi vì đa số thì khi bắt đầu sớm thì các bạn sẽ học được nhiều hơn mà nhỉ Like, share rồi thì ạ, à. ok em, tí nữa sẽ có nhá Thầy chữa phai để nguyên hàm tích phân đi ạ à. Bạn Vũ, <laughs> Vũ chắc là là anh chị 2K3 rồi 2K3 thì thầy chữa nhiều mà Đúng không? Ê, ôi giời ơi thầy còn khoe các bạn 2K3 của thầy là có 7.900 mấy thành viên cơ Đúng chưa? Đó Câu số 10 nào, đáp án gì đây? Lim của hàm phân thức, đúng không? Bậc trên tử bậc 3, bậc dưới mẫu cũng, cũng bậc 3 thì tóm lại là các bạn lấy hệ số chia nhau là 2 trên A các bạn này Đúng không? 2 trên A bằng 1 phần 2 Đó, đúng không ạ? Thì bằng chia ra A mấy các bạn? A bằng 4 Đúng chưa? A bằng 4 các bạn làm vào đây Chúng ta có 4 bình trừ cho 16 Thì bằng mấy các bạn? Bằng trừ 12 Đó, ok không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Nó rất đơn giản thôi, cực kỳ nhanh các bạn nhé Tiếp tục chúng ta chuyển sang dạng thứ hai Là dãy số của chúng ta chứa căn thức đó, chưa căn thức, được chưa? Ta, à, câu 11 nào. Câu 11 đây. Ok không? Câu 11. Thực ra thì mấy cái câu này thì kem uh, có thể dùng máy tính ca được, nhưng mà thầy muốn dạy cho các bạn một chút về cái bản chất này. Đó là cái bài toán trừ căn ấy. Nếu như mà các bạn gặp cái dạng đó là vô cùng ấy, đúng không? Mà cộng vô cùng thì chắc chắn là bằng vô cùng rồi. Đó, đúng không ạ? Tức là bằng giữa vô cùng ấy. Hiểu không? Âm vô cùng trừ âm vô cùng chắc chắn cũng sẽ bằng âm vô cùng. Nhưng có một dạng mà các em cần phải lưu ý đó chính là vô cùng trừ vô cùng. Đó, các bạn hiểu chưa? Cái dạng này là dạng mà các bạn hay gặp nhất này. Thì gặp các dạng như thế này chúng ta sẽ gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ nhân liên hợp. Đúng không? Đó hoặc là các bạn khử cái dạng vô định khổ, uh, âm vô cùng trừ uh, vô cùng trừ vô cùng này đi. Đó, được chưa? Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn dùng sô nhưng mà bài này thì thầy nghĩ là các bạn ờ uh, gọi là nên hiểu bản chất một chút xíu trước chứ đừng ngồi vội vàng ca số các bạn bởi vì thầy cũng lo rằng là nếu các bạn hai k tư ấy mà các bạn học ca số nhiều quá thì lên lớp 12 các bạn không học được đâu đó nhớ chưa nào chúng ta chú ý thầy câu 11 nào lim của nào căn bậc hai của n bình đúng không trừ ba n cộng một đó mà trừ n ok không theo các bạn đáp án gì nào 11 một đáp gì các bạn có bạn này c có bạn này d đúng không <laughs> hiển nhiên là khi mà các bạn thay gì các bạn thay dương vô cùng vào các bạn nhé nơi của chúng ta thì mặc định nó là dương vô cùng rồi bởi vì giới hạn của dãy số mà đúng không vô cùng trừ vô cùng thì không thể là bằng vô cùng được mà gặp các bài toán này nếu như mà làm tự luận thì các bạn phải gì chúng ta phải nhân liên hợp đó đúng không nhân liên hợp là gì là chúng ta nhân thêm và chia bớt đi biểu thức liên hợp của nó cụ thể là như sau các em nhìn thấy này thầy làm bài bản cho các bạn một lần nhá thằng này dấu trừ đúng không nếu trừ thì nhân liên hợp của nó là nhân với dấu cộng thôi có nghĩa là bằng gì căn của n bình này trừ ba n này cộng một này đúng không đó nếu trừ n đây thì phải nhân cho dấu cộng của nó mà nhân y thế này luôn đúng không là căn bậc hai của n bình trừ ba n cộng một đúng không cộng với n tất cả cũng phải chia thằng này căn bậc hai của n bình trừ ba n cộng một đúng không và cộng với n đó các em nhớ chưa các em nhớ chưa? Tức là gì? Mình nhân thì phải nhân đồng thời cả từ cả mẫu. Đó, đúng không ạ? Nhân thì nhân đồng thời cả từ cả mẫu. Thì suy ra này, trên tử của chúng ta rõ ràng nó là một hàng thức. A bình, đúng không? A trừ B nhân A cộng B thì đào bằng A bình trừ B bình. Thì các bạn nhẩm luôn chỗ thầy này. N bình trừ 3N cộng 1. Đúng không? Tức là khi các bạn bình phương thì nó mất dấu gì các bạn? Mất dấu căn đi. Trừ cái gì? Trừ B bình là trừ N bình. Đó, đó là trên tử của chúng ta, đúng không? Giới mẫu nó chính là căn bậc 2 của n bình trừ 3n cộng 1. Đó, mà gì các bạn? Mà cộng với n. Và hiển nhiên đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì các bạn nhỉ? Sử dụng giới hạn của hàm phân thức. Lúc nãy em thì thầy vừa dạy cho bạn xong ấy. Đúng không? Là bằng lim của gì? N bình trừ n bình hết đúng không? Trên tử sẽ là trừ 3n cộng 1. Đó, giới mẫu là căn bậc 2 của n bình trừ 3n cộng 1 mà cộng với gì các bạn? Cộng với n. Ok chưa? Ok không ạ? Thế bây giờ chúng ta làm như nào đây? Sử dụng cái kiến thức lúc nãy mà thầy đã dạy cho các bạn là bậc tử trong trường hợp này là bậc 1. Đúng không? Bậc mẫu trong trường hợp này cũng là bậc 1. Tại sao? Bởi vì các em nhớ là căn bậc 2 của n bình thì không là n. Đúng không? n cộng n thì vẫn là bằng 2 n Tóm lại là nó vẫn bậc 1 hết. Đúng chưa? Thì suy ra giới hạn này thì hiển nhiên nó là bằng A trên C. Và A của chúng ta trong bài này bằng trừ 3. Nó là hệ số đứng trước ở trên tử. Đúng không ạ? Còn dưới mẫu là bằng mấy bao nhiêu bao nhiêu các bạn? Dưới mẫu bao nhiêu này? 1 cộng 1 đúng không? N cộng N là bằng 2N Hệ số của chúng ta bằng 2 Đó, Kết quả cuối cùng đây Trừ 3 phần 2 Ok không? Thì các bạn chọn đáp án D thôi Đó Các bạn nhìn thấy dễ chưa? Và đây thì thầy đã giảng cho các bạn chi tiết một bài thôi Đi thi thì các em có thể hoàn toàn chúng ta nhầm luôn Thậm chí tất cả những dạng này Có thể bầm máy tính được luôn đó, ok không ạ? Nếu các bạn thích thì các bạn bấm như, như sau Đây, thầy hướng dẫn các bạn này Thực ra bấm máy tính cũng bấm được, không sao hết nhá Cụ thể chúng ta bấm như sau Đây Liên của này đúng không? Thì chúng ta nhập vào máy tính này Căn bậc 2 của N bình trừ 3N cộng 1 Thì có nghĩa là x bình Trừ 3X, đúng chưa? Cộng 1 đây Đó, đúng chưa? Trừ đi N là trừ đi X Đóng hoặc lại Các em nhìn chưa? Sau đó thì làm sao? Chúng ta xe bởi vì bản chất của tất cả các bài toán tính lim thì chúng ta đều là can hết. Đúng không ạ? Rồi sau đó làm gì đây? Lim của dãy số thì mình auto can đó chính là 10 mũ 6 hoặc là 10 mũ 9. Thì chắc chắn kết quả nó sẽ ra được. Đó sẽ là gì các bạn? Trừ 1,5. Đúng không? Và trừ 1,5 đó chính là bằng 3 phần 2. Trừ 3 phần 2. Đó. Ok không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Tức là các em thích bấm máy tính hay là chúng ta làm bằng tay đều được hết. Nhưng thầy cũng khuyên thật là các em nên biết cả hai đúng không? Biết cả hai. Nếu như mà kem ở trên trường ấy có thi tự luận thì mình sẽ phải làm theo cách này. Cách trình tự này là nhân liên hợp. Đúng chưa? Đó, còn nếu như các em muốn làm trách nhiệm cho nó chuẩn ấy thì mình biết một chút cao thôi nhé. Ok không ạ? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 12 nào. 12, 13 nào. Bạn đã làm ra kết quả chưa? Chúng ta comment xuống dưới thầy nhá. 12 có nhiều bạn làm ra bằng C đúng không? Đó, mình, 12 hai bấm được không nhỉ? 12 cũng bấm được. Đúng không? Còn nếu như làm bằng tay thì hiển nhiên chúng ta sẽ làm sao các bạn ạ? Chúng ta sẽ liên hợp rồi. Đó, đúng không ạ? Nhân toàn bộ cái biểu thức này cho dấu cộng của nó là ra ngay. Chuẩn chưa? Nào bây giờ các bạn thử bấm cho thầy xem ra bao nhiêu nào nhá. Cái này bấm được không? N là x nhá. Trong máy tính của chúng ta thì mặc định là n là x hết trừ căn bậc hai của n bình trừ 4n là x bình, đúng không ạ? Trừ 4x ra. Đó, đóng ngoặc lại chúng ta CLC lc mấy các bạn. sáu Kết quả bao nhiêu đây? Bằng 2. Ờ, <laughs> các bạn thấy nhanh không? Các như thế, nhanh không? Chắc chắn đúng, đúng không ạ? Được chưa? Và tương tự như thế các bạn lấy máy tính các bạn bấm như thầy nào 13, 14, 15 nào Đó, máy tính thì đương nhiên nó rất là nhanh rồi nhá Mấy cái bài này thì thực sự mà nói là nó phát huy sức mạnh của máy tính Casio là đúng, là có thật Đúng chưa? Nào tất cả các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem nào, câu 13 nào Các bạn bao nhiêu đây? Cái này là cái mà rất quan trọng này bởi vì 1,499 này nó khác với cả 3 phần 2 đấy các bạn nhá Khác đấy Thằng này 1,5 tròn Thằng này 1,499 Đúng không? Mấy ba đáp án gì nào? 13 đáp án gì nào? Các bạn comment xuống dưới này nhá Nào bây giờ thử bấm xem nào N đúng không? N lấy x này Máy tính của chúng ta mặc định là N lấy x. Đúng chưa? Căn bậc 2 của N bình cộng 2 lấy bình cộng 2 Đó Bấm cho chuẩn như thế này nhá Trừ cho căn bậc 2 của máy đời N bình cộng 1 lấy bình cộng 1 thôi Đúng không? X bình chứ 1 này Chuẩn chưa? Đóng hoặc lại đó, giờ xe là gì các bạn? 10 mũ 6. Bằng bao nhiêu đây? À. Nếu như mà trong trường hợp này các bạn có thể can cái số to hơn một chút xíu, bởi vì can số càng to thì số của chúng ta nó lại càng đúng, đúng không ạ? 10 mũ 9. Bản chất của nó cũng là gì các bạn? Là dương cùng. Thì bao nhiêu đây? Bằng bao nhiêu đây các bạn? À nó bằng không bao rồi, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao? Có nhiều bạn bảo là gì? Can này, đây các bạn cứ để ý cho thầy nhá can 10 mũ 9 thì nó ra bằng 0. Đây. Đúng chưa? Đó, à, can 10 mũ 9 ra bằng 0. Đúng chưa? Nếu như can 10 mũ 6 ấy bao nhiêu đây? Thì bằng sấp uh, xỉ 1,49 đúng không? Đó, Sấp xỉ 1,49. Đó, đúng không? Các bạn nhìn thấy không ạ? Vậy theo các bạn đáp án nào đúng đây? <laughs> theo các bạn nào được đáp đáp án nào đúng đây các bạn? Bài này là một trong những bài nó rất là quan trọng đấy các em nhá. Nếu như các bạn nó bấm không cẩn thận thì nó tạch đấy. Bởi vì uh, cái quá trình mà bấm số trong cái giới hạn ấy nó phải có cả gì các bạn một cái quá trình đúng không? Một cái quá trình. Nếu các bạn dùng các số khác nhau thì nó ra kết quả khác nhau. Đó. Nào bạn đã biết không? Đáp án gì đây? Đáp án gì đây? Đáp án B đúng không ạ? Đáp án B. <laughs> Đó. Nhưng mà nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại thế thầy? Đúng không? Tại sao thế thầy? Bởi vì về bản chất là hai thằng này nó gần 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 na na giống nhau các bạn này Đúng không? Gần na na giống nhau Nếu như nơi của chúng ta càng lớn thì các bạn nhớ là máy tính của chúng ta sẽ mặc định hai thằng này bằng nhau luôn Đó, hiểu không? Nếu như ấy mà N của chúng ta càng lớn, ví dụ 19 nhỉ? Thì trong máy tính của chúng ta các bạn sẽ xem thằng này với thằng này lại bằng nhau Bởi vì nó chênh lệch nhau không đáng kể Hai thằng giống nhau trừ nhau thì bằng không Đó là lý do vì sao kết quả nó ra bằng không Hiểu chưa? Đó. Vì thế các bài như thế này các bạn phải bấm số gì các bạn? Bấm số vừa thôi. Có thể là các em có thể bấm cái gì các bạn 10 mũ 6 hoặc là 10 mũ, 10 mũ 7 hoặc 10 mũ 5 thôi nhá. 10 mũ 9 thì nó không tùy bài. Đó. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ giải ra, giải tay thì đương nhiên là ra bằng 3 phần 2 rồi Giải tay thì hiển nhiên là chúng ta sẽ nhân liên hợp thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy dấu trừ đấy không? Nếu giải tay chắc chắn là các em nhân đồng thời cả tử, cả mẫu, đúng không? Tức là nhân thêm và chia cho thằng này, nhưng nó lại là dấu cộng nhớ là nhân liên hợp ấy đúng không và kết quả chúng ta sẽ bằng 3 phần hai đó các em nhớ chưa ok nhá đó tương tự thôi nhá mấy bài này tương tự nhau bởi vì nó đều có cách làm dung chung thôi nhá tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu 14 nào can mười mũ năm ra kết quả chính xác luôn à đây thầy thử xem nào mười mũ năm à có bạn bảo mười mũ năm ra đúng luôn à đúng rồi đây đúng không can mười mũ năm ra số gọi là mười vừa phải đấy thì nó là kết quả chính xác luôn đúng Có bạn Nguyễn Phương Lan này bảo là bấm máy chưa kịp nghĩ thế ạ. Thấy ra số chung với đáp án là khoanh luôn. <laughs> cái đó khá nguy hiểm các bạn. Bởi vì giới hạn này nếu như đi thi mà các gặp các đề của các trường mà đỉnh cao ấy thì nó lừa tình nhiều lắm. Nhưng các em phải cẩn thận nhá. 14 đáp án gì đây? 14 đáp án C đúng không? Đó, câu này thì nó cũng tương tự các bạn lấy máy tính các bạn bấm chút thầy nhá. Đó, đến cho thầy câu số 17 nào. Các bạn comment xuống dưới đáp án luôn nhá. Bạn Nguyễn Thảo 15B Đấy bạn Nguyễn Thảo này có vẻ học rất là đỉnh luôn các em ạ Luôn luôn phải làm trước cơ Đúng chưa bạn Phan Năng Nhật cũng là 15B Đấy Những bạn nào đang theo dõi livestream của thầy thì có một số bạn Rất đỉnh luôn Đúng chưa Ok không 14C rồi 15D 15B đúng không 16 và 17 nào hai câu này nốt để chúng ta chuyển sang dãy số chữa lũy thừa nào 16 gì các bạn ơi 16 gì đây Bản chất là gì các bạn Nó cũng là vô cùng chứ vô cùng đúng không ạ Vô cùng chứ vô cùng Tất cả những dạng này chúng ta đều phải nhân liên hợp hết Các em nhớ chưa Tất cả đều phải nhân liên hợp hết Đó chúng ta thử bấm máy tính cho thầy xem là câu số 16 này có ra không nhá 16 bạn D à Ui rất nhiều bạn D nhỉ Thử xem nào Đúng không Căn bậc 3 chứ gì, gì Căn bậc 3 này Đó X mũ 3 trừ 2 x bình nhá X mũ 3 này Đúng không Trừ 2 x bình này Đó trừ x trừ một cho thầy xem nào chuẩn chưa đó c c là c cho thầy xem nào mười mũ năm nào đúng không bao nhiêu đây trừ một đúng không ạ và chắc chắn nó chỉ là một đáp án duy nhất thôi đáp án d luôn đó, đúng không đúng rồi chính xác 17 nào có bao nhiêu giá trị nguyên của a để lim thằng này bằng không đó 17 này là căng đấy đúng không có bao nhiêu giá trị nguyên của A để lim này bằng 0? Các oh. bạn gì các bạn? <laughs> Nhớ là nguyên của A nhá. Bản chất thì các em sẽ tách thành hai lim thôi đúng không? Tóm lại là các bạn xem A như là gì các bạn? Một số ngoài ấy. Đúng chưa? Để các bạn tách ra thành kiểu này này. Nó sẽ là bằng lim của lim của gì? <laughs> Căn bậc 2 n bình trừ 4n cộng 7 đúng không? trừ n. Đó, mà cộng a bằng bằng 0. Đúng chưa? Đó, hiểu vấn đề không? Các bạn có quyền cách tách thành cách lim mà. Lim của cộng và lim của trừ thì tách ra hết. Đúng không ạ? Đó, và vấn đề làm chỗ là là chúng ta có thể tính được cái lim này này. Đúng không? Đó, các bạn lấy máy tính các bạn tầm lim này thầy xem nào, lim này xem nó nhá. Chúng ta bấm máy tính nhá. Căn bậc 2n bình x bình đấy Đúng không ạ? X bình đây, đúng không? Trừ 4n là trừ 4x này. Đó, cộng 7 này, đúng không? Trừ cho n là trừ x này. Đó, chúng ta xe lên c thay xem nào. Trừ 2 cộng a, đúng không ạ? Đúng chưa các bạn? Đó. Được chưa? Thì chúng ta có rằng là cái kết quả này này, nó là bằng trừ 2. Trừ 2 cộng a bằng 0, vậy chắc chắn chúng ta tìm ra một giá trị là a bằng gọi a bằng 2. Thì đáp án đúng rồi, đáp án b. Đó, đúng không? 17 sau như bạn chọn đáp D nhỉ? Hay theo nhau comment à? Ui giời ơi A bằng 2 Người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên của A mà Hiểu ừ, không? Tức là chúng ta tìm ra một giá trị nguyên của A Đó là A bằng 2 đấy Thì còn gì nữa Đúng không? Đó thì đáp án đúng của chúng ta là bàn gì? Đáp án B Ok chưa? bạn Lê Việt Hoàng 17C à? 17 với B Người ta bảo có bao nhiêu giá trị nguyên Chứ không phải hỏi A bằng bao nhiêu Đó Nhớ chưa? Bạn Nguyễn Thùy Linh làm đến câu 20 rồi nhanh thật ok không ạ tiếp tục chúng ta chuyển sang thời dạng thứ ba nhé dạng thứ ba là dãy số chứa lũy thừa đúng không ạ dãy số chứa lũy thừa bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cho thầy như sau dãy số nào sau đây có giới hạn bằng không đó đáp án gì các em đáp án gì chắc chắn là án b đúng không ạ tại sao như thế bởi vì các em nhớ cho thầy dãy số mà chứa lũy thừa ấy, dạng như kiểu là quy mô n đúng không ạ sao cho cái trị tuyệt đối của quy này này bé 1 Đúng không ạ? Thì lim của nó luôn luôn bằng 0 Các em nhớ cái tính chất này không? Đó, luôn luôn bằng 0 Thì các bạn chọn được đáp án B Đúng không? Tiếp tục câu 19 19 Lim của hai môn n mà khi n tiến tới dương vô cùng thì hiển nhiên gì các bạn? Ờ, hiển nhiên là bằng dương vô cùng thôi Đúng không? Giống như kiểu là n càng lớn thì suy ra là toàn bộ cái thằng này nó lại là càng lớn vậy Đúng không? thì chúng ta chọn là bàn B luôn. Thực ra đây là một trong những tính chất nó giống kiểu lý thuyết vậy thôi. Nếu như bạn nào mà đã học chắc về phần trong sách của khoa thì thầy tin chắc là bài này nó rất là dễ nhá. Nó không có vấn đề gì cả. Ok không? Tiếp tục câu 20. 20 là án gì các bạn? Ui rồi có bạn làm 21 đúng rồi có nhiều bạn làm nhanh thật. 20 là án gì? Là bạn A chính xác. Tại sao? Bởi vì cái cơ số quy của chúng ta trong bài này nó cũng là bằng 2018 trên 2019. Có đúng không? Thằng này chắc chắn là nó phải bé một 1 rồi. Đúng không? Đây tính chất đây Lim của QN bằng 0 khi và chỉ khi Cái cơ số của chúng ta đúng không? ạ? Nó sẽ có độ lớn bằng n1 Thì luôn luôn lim của nó bằng 0 Đúng chưa? Đó Tiếp tục câu 21 đây Chuyển đề thế ơi Ok đấy Không nhiều bạn là <laughs> nào. làm nhanh lắm 21 nào 21 đáp án gì các bạn? Bạn có vô cùng chính xác Đó Nhiều bạn giỏi nhỉ Nhiều bạn ai cơ tư đỉnh thật đi các em ạ làm rất là nhanh luôn Còn nếu bạn hỏi tại sao lại làm được ra bằng âm vô cùng Thì thầy sẽ nốt nốt cho các bạn một chút như sau Bằng lim của gì? 3 mũ n, 4 mũ n Thì chúng ta đưa 4 mũ n ra ngoài làm nhân từ chung Đúng không? Trong hoặc còn 3 mũ n Trên 4 mũ n là 3 phần 4 tất cả mũ n Trừ 1 Đó, à, ok không ạ? Nhưng cái vấn đề chính là bằng 3 phần 4 mũ n này là bằng 0 các bạn này Thằng này bằng trừ 1 đây Đúng không? Trừ 1 mà nhân với dương vô cùng thì kết quả là bằng âm vô cùng Đúng không? Đáp án B. Đó, bởi vì các em nhớ giúp thầy là cái 3 phần tư mũ nờ nhé. Thì mình cũng sử dụng cái tính chất trên thì chắc chắn lim của nó bằng không rồi. Lim của 4 mũ nờ là bằng dương vô cùng. Dương vô cùng nhân với một số âm thì nó bằng âm vô cùng. Đúng chưa? Ok không ạ? Đó, đáp án B nhá. Có bạn bảo là thầy ơi chữa hình như như thầy đạo hàm đạo hàm bọn em chưa học ạ. À. <laughs> Yên tâm là có cả hình có cả đại các bạn nhá. Đó, lịch live stream của thầy dành cho toàn thể tất cả các bạn 24 thì em nhớ luôn đó là uh, vào tối thứ năm hàng tuần đúng không đó tối thứ năm hàng tuần và nếu như bạn nào đấy thầy nói lại một lần nữa này thầy nói lại một lần nữa này đó là thầy chính thức khai giảng của hai cái tư rồi đó để luyện thi đại học năm 2022 dành cho những bạn mà đặt mục tiêu 8 cộng và 9 cộng muốn toán đúng không và các bạn muốn xuất phát sớm với thầy luôn thì thầy đã khai giảng rồi đó đây lộ trình của chúng ta đây đúng chưa bạn nào xuất phát sớm thì đương nhiên là có rất nhiều lợi thế chúng ta được học trước chương trình lớp 12 luôn đúng không ạ để mình có nhiều thời gian mình tổng ôn bài luyện thề thì cái khả năng chúng ta đặt 8 cộng và 9 cộng toàn nó sẽ cao rất là nhiều đúng chưa và hiện tại thì bạn nào đăng ký sớm thì chúng ta được siêu 50% học phí đúng không siêu từ 3 triệu sáu một năm giảm chỉ còn một triệu tám trên một năm mà các bạn được học tất cả ba khóa này luôn đó có cả luyện đề có cả chuyên đề có cả tổng ôn đó ok không ạ và bạn nào đăng ký thì các em nhớ cho thầy nhé trên uh, caption chúng ta có đường link đúng không ạ? Và các bạn uh, điền đầy đủ thông tin vào đường link trên giúp thầy. Sau đó thì trợ lý của thầy sẽ là người tư vấn lại cho các em để chúng ta vào học với thầy luôn. Được chưa? Học sớm chương trình lớp 12 các bạn. Có bạn gen gen hỏi là một tuần lớp vip hai cái tư học mấy buổi ạ? À? Nếu như mà khai giảng nhá. Thực ra thì các em nhớ rằng là từ tháng 3 đến tháng 5 ấy thì lúc đó thì anh chị 2k3 thì thầy vẫn đang ôn nên chúng ta chỉ học tầm khoảng hai buổi trên một tuần. Đó, các bạn nhớ chưa? Nhưng nhưng khi các anh chị 2K3 thi xong rồi thì thầy sẽ tăng tốc lên 4 buổi đến 5 buổi trên một tuần cho các bạn luôn. Đó, các em hiểu chưa? Hiểu vấn đề không ạ? Còn bây giờ thì các em cũng biết mà các anh chị 2K3 đã thi đâu. Đúng không? Vì thế là thầy vẫn phải dạy song song dạy cho các anh chị 2K3 nữa, đồng thời là thầy phải dạy cho các bạn 2K4. Đó, nên thầy chỉ dành ra tầm khoảng 2 buổi trên một tuần để thầy dạy cho các bạn khi nào các anh chị 2 k 3 thi xong rồi thì bắt đầu chúng ta lại tăng tốc lên 4 đến 5 buổi trong một tuần đó đúng không ạ vừa có cả học lý thuyết này có cả học vận dụng cao này đúng không đồng thời các bạn sẽ được luyện đề rất là sớm luôn các em yên tâm và chắc chắn vì các bạn điều đấy luôn nhớ chưa nhớ thế không ạ đây đó thầy khoe cho các bạn một cái nhá đây thầy khoe cho các em 2 k 3 để 2 k 4 để chúng ta có động lực mọc này đúng không ạ anh chị 2k3 mà học với thầy ấy, rất là đông luôn đây là một trong những nhóm top 1 luôn các bạn các em cứ hỏi các anh chị 2k3 khóa trước là các bạn biết là khoa học của thầy thuận là rất là đông thành viên đây là khoa học dành cho các anh chị 2k3 đăng ký học với thầy trong năm nay đúng không gần tám nghìn thành viên đó đây là nói thực tế luôn các bạn nhé thực tế luôn đúng chưa để cho các bạn biết là cái độ uy tín nó như thế nào đó chúng ta hoàn toàn chúng ta yên tâm và theo học thầy đúng chưa đó bảy nghìn thành viên đây là một trong những nhóm toán đông nhất nhì việt nam mình chất lượng top 1 luôn Đúng không ạ? Về cam kết đầu ra là 8 cộng, 9 cộng Nếu như bạn nào xuất phát sớm mà học với thầy Ok không? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 22 và 23 Bạn nào có kết quả chưa? Đó. <laughs> Nói như thế để các bạn biết, biết thôi đúng không? 22 và 23 thì mỗi bài chỉ được tầm 3 giây thôi Nào tất cả các bạn comment xuống dưới thầy đáp án nào Có đáp án chưa các em ơi? Có đáp án chưa? Có đáp chưa nào? 22D 23D à? Ok, đấy, thấy có thấy có một số bạn có đã bán rồi đấy. Vậy chúng ta vào việc luôn như sau. Coi ai nhá. Lim đúng không? bản chất đó cũng là một hàm phân tích nhưng nó có chưa mũ. Và hôm trước thì thầy đã dạy cho các bạn một lần rồi. Đúng không ạ? Mình chỉ cần quan sát cái bậc cao nhất của nó thôi nhá. Chúng ta có này. Chứ tử thầy dạy các bạn này. Đây có hai mũ N đúng không? Chỗ này cũng có 3 môn N và chỗ này cũng có 3 môn N. Đó, tức là bây giờ các bạn chỉ cần quan sát để 3 mũ n thôi. Nhưng trên tử nó sẽ là gì? Trừ 2 nhân 3 nhân 3 mũ n. Tóm lại, trừ 6 nhân 3 mũ n. Đó là trên tử của chúng ta. Có đúng không? Tại sao là trừ 6? Bởi vì các em nhớ rằng là cái thằng 3 mũ n cộng 1 này này. Thì các bạn có quyền tách thành gì các bạn? Tách thành 3 mũ n nhân 3. Đó, hiểu không? Tiếp tục ở dưới mẫu đó chính là bằng mấy các bạn? Bằng 3 mũ n. Tức là cái bậc cao nhất trên tử và bậc cao nhất dưới mẫu là đều giống nhau bản chất số mũ cũng đều là gì các bạn đều là ba mũ n hết đúng không thì chúng ta lấy hệ số chia nhau thôi suy ra lim của nó hiển nhiên nó luôn luôn bằng a trên c và trong bài này là bằng trừ sáu chia một đúng không ạ là bằng trừ sáu đáp án d ok không tiếp tục câu 23 đó đó là gì các bạn à, thằng này là hai mũ n đúng không ạ thằng này cũng hai mũ n bậc cao nhất bằng nhau thì là bằng một phần hai đáp án gì đáp án d luôn ok không đó xong nhá dạng ba đã xong tiếp tục chúng ta chuyển sang dạng thứ tư là tổng cấp số nhân lùi vô hạn tổng cấp số nhân lùi vô hạn này ok chưa mà liên quan cấp số nhân lùi vô hạn thì các bạn phải nhớ công thức đấy nhân tiện đây thì nhắc lại cho các em về cấp số cộng và cấp số nhân luôn này <laughs> đúng không đó nhân tiện đây thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn về cấp số cộng đó Và cấp số nhân luôn Để ôn cho các bạn một chút luôn nhé Bởi vì thầy nhắc cho tất cả các bạn 2 k tư là cái thằng này là cái thằng mà sẽ thi trung học thông quốc gia Đúng không ạ? Đã nhắc đến cấp số cộng và cấp số nhân Đó là các bài toán mà chúng ta yêu cầu phải nhớ công thức Nào các em nhớ không? Trong cấp số cộng thì chúng ta có UN Người ta gọi là số hạng tổng quát trong khai triển Đúng không ạ? Thì là bằng gì? Là bằng U1 này đúng không? Cộng với gì? N-1 nhân D đó, còn cấp số nhân thì UN của chúng ta là bằng U1 nhân với gì các bạn? Q mũ N 1. Các em nhớ con nhớ công thức không? Đó. Đúng không? Ok không ạ? Đó là công thức thứ nhất, người ta là số hạng tổng quát trong cái khai triển ấy. Nhưng trong cấp số cộng chúng ta có một công thức nữa đó là SN. Cấp số nhân cũng có SN. Được gọi là tổng của N số hạng đầu tiên trong cấp số cộng và cấp số nhân. Đó, thì SN của chúng ta cấp số cộng là gì các em nhớ không? bằng gì? U1 này cộng với UN này đúng không? Nhân với gì các em? N 2. Đúng chưa? cứ tiếp tục. SN của chúng ta là gì? Trong cấp số nhân thì uh, SN của chúng ta là bằng gì các em nhớ không ạ? Bằng U1 nhân Q với N 1 đúng không? Tất cả trên cho Q 1. một các em nhớ chưa? Bạn nào hiện tại mà các bạn quên thì các bạn phải ghi lại cho thầy một lần nữa nhá. Để chúng ta nhờ cho nó chuẩn. Bởi vì lý do là thằng cấp số cộng cấp số nhân này thậm chí tổ hợp xét suất đó chính là những phần mà nó có khả năng thi trung học thống quốc gia. Đó, vì thế là các em đã học thì các em học cho chắc luôn. Chứ lên lớp 12 mà các bạn quên mất thằng này là nó lại là ôn lại nó mất thời gian lắm nhé Thì các em nhớ luôn cho thầy. Được chưa? Trong bài này thì có cấp số nhân lùi vô hạn. Đó. Vậy bạn nào nhớ công thức không? Nào bạn nào đang xem livestream đây các bạn nhớ công thức không ạ? Tổng của n cấp số nhân lùi vô hạn chúng ta có công thức S bằng gì các em? Bạn nào nhớ các bạn comment xuống dưới thì xem nào Bằng gì? Tổng của N Đúng không ạ? Số hạng trong cấp số nhân lùi vô hạn Bằng gì các em? Đó bằng U1 này Đúng không? Trên cho gì? 1 trừ Q Trong đó thì Q của chúng ta hiển nhiên Trị tuyệt đối của Q nó phải bé mấy các bạn? Bé một bởi vì nó là cấp số nhân lùi vô hạn Tức là nó đang bé dần bé dần bé dần Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thế bây giờ các bạn chỉ cần nhớ mỗi công thức này là hiển nhiên làm được tất cả các bài này thôi, có gì đâu. Đúng không? Đó, hiển nhiên làm được hết tất cả các bài này luôn. Bây giờ các em xem cho thầy như sau. Câu 24. 24 nào. Có công thức rồi các bạn lắp vào luôn. Đúng không? Đây. Tổng S của cấp số nhân lưu vô hạn có số hạng đầu là U1 bằng 1. Công bội là Q bằng trừ 1 phần 2. Chắc chắn mình lắp vào luôn. Đúng không? Thì mình có S luôn đấy. U1 này. U1 bằng mấy? Bằng 1 này. Trên cho 1 Trừ quy, và các bạn nếu là quy của thầy bằng trừ 1 2 Thì trừ trừ nó thành cộng 1 2 luôn Đó Ok không ạ, bằng mấy các em 1 cộng 1 2 là bằng 3 2 Đúng không ạ, 1 chia 3 phần 2 thì bằng 2 phần 2 phần 3, thì đảm bản đúng của chúng ta là đảm bản D Ok không Đó, Tiếp tục câu số 25 Đảm bản gì các em Đảm bản gì đây Tổng vô hạn sau đây có giá trị bằng bao nhiêu à bản chất thì các em nhìn thấy đây là một cấp số nhân lùi vô hạn đúng không ạ có u 1 của thầy trong bài này người ta gọi là số hạng đầu tiên là bằng mấy bằng hai đúng chưa đó quy vào mấy các em quy vào mấy quy vào mấy các bạn nó sẽ bằng 1 phần ba đúng không tại sao biết quy 1 phần ba bởi vì các em nhớ rằng là muốn tìm quy thì các em chỉ hiểu hiểu là các em chỉ cần lấy u 2 này này mà chiêu một thì chúng ta tìm nó quy Người ta gọi là lấy số hạng đứng sau Mà chia cho số hạng đứng trước nó Một đơn vị Thì các bạn tìm được quy Người ta gọi là công bội Hiểu không? Mà hiển nhiên là chúng ta tìm quy Và tìm U1 thì mình bỏ đây này Đây Đúng không? suy ra S luôn U1 là bằng 2 Trên 1 trừ quy là 1 trừ 1 phần 3 Đó Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ suy ra mấy các em? 1 một trừ 1 3 2 3 thôi 2 trừ 2 phần 3 mấy các em? Mấy mấy bằng 3 đúng không? Đáp án B. Đó. hiểu không? Nhớ vấn đề nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 26, tương tự thôi, đúng không? U1 mới bằng 1. U1 là soạn đầu tiên đây, đúng không? Q của thầy trong bài này mấy? 1/2 chia 1 là bằng 1/2. Đó, vậy chắc chắn S là bằng U1 trên cho 1 trừ Q. Các bạn thay số vào giúp thầy xem bao nhiêu nào? 1 này, đúng không? Trên cho 1 trừ Q là 1 trừ cho 1/2. Theo mấy các bạn bằng hai luôn, đáp án B. Nhanh không? Còn gì đâu? Rất đơn giản thôi nha Các em chỉ cần nhớ công thức là đã đủ rồi. Tiếp tục, câu 27 là một dạng mới. 27, 28, 29, đây, phải để cho các bạn cả 4 câu luôn để các bạn làm đây. Đó, tất cả các bạn nhìn thấy không? 27, 28, 29, 30, Đấy, 4 câu luôn. Đấy, 4 câu các bạn nhé. 27, 28, 29 Đúng chưa? Đó, bạn nào làm ra rồi chúng ta comment xuống dưới thầy xem nào Có đáp án chưa các bạn? hai k ba chào thầy <laughs> chị đáp bạn trần thu hương nhá đó một số anh chị hai k ba vừa vào vẫn học <laughs> nhưng mà thầy cũng thông báo với các em luôn đó, chương trình lớp 11 một mà thi trung học thuộc quốc gia ngoài cái thằng cấp số cộng cấp số nhân này nhá. còn đạo hàm mới là chương quan trọng cơ sắp tới còn những bạn nào thầy còn chưa nói đến những bạn nào mất cốc thì không gian đâu đấy trong hình không gian ấy đó thì uh, chương trình uh, thi trung học thông quốc gia của chúng ta nó sẽ đề cập đến hai vấn đề một là khoảng cách và hai là góc những cái đó chỉ học lớp 11 thôi lên lớp 12 không học đâu đúng không vì thế là những bạn nào đang yếu hình thì các bạn phải nhanh chóng chúng ta lại phải gì các bạn học cho nó chắc vào cho thầy cái phần hình đấy hình nó rất là khó, khó các bạn bởi thầy nói với các em rằng là nếu như mà bây giờ các bạn đang yếu hình không gian ấy lên lớp 12 không được học lại mà chỉ học đi thôi có nghĩa là mù tịt luôn đó, cảnh báo với các bạn điều đấy nhá. Phải cảnh báo với các bạn điều đấy. Phải học ngay và luôn cho thầy cái chương trình hình đấy, nhớ chưa? Đó, mình phải biết nội dung cái thi đào của chúng ta gồm những phần gì để chúng ta học nó dễ. Và yên tâm nhé Tất cả các bạn đang theo dõi livestream này các em yên tâm là trong khóa học của thầy ấy, đúng không? Thì thầy sẽ ôn lại toàn bộ cái phần hình không gian cho các bạn luôn. Có cả bài toán về khoảng cách, có cả bài toán về góc, đúng không ạ? Toàn bộ đầy đủ hết cho các em luôn để chúng ta nắm chắc kiến thức các bạn có nền tảng thì chúng ta sẽ được gì các bạn được một cái ở uh, cái cái gì các bạn nhỉ cái kiến thức đúng không cho nó vững vàng để chúng ta bước vào chương trình lớp 12 có thi về phần thiết diện song song không ạ à, nếu như mà các bạn định ứng đến thi trung học thông gia ấy thì chắc chắn sẽ có phần góc và phần khoảng cách lên lớp 12 không được học lại cái đấy không được học lại mà chỉ có thi thôi Thế là 12 người bạn học vậy hỏi là vậy học cái gì vậy thầy học thể tích và đương nhiên thể tích thì nó phải dựa vào góc và dựa vào khoảng cách mà các bạn đã được học lớp 11 rồi. Đúng không? Chúng ta kế thừa đấy để các bạn học tiếp. Đó. Nhớ chưa? <laughs> hình không gian có thi với vector không thầy? Vector của chúng ta có thi, đúng không Nhưng mà nó lại thi trong hình Oxyz bởi vì các bạn chỉ mới được học hình Oxy thôi. Lên lớp 12 các bạn sẽ có một cái hình nữa cơ. Nói chung là kiến thức lớp 12 thì thầy cũng nói với các bạn là nó rộng lắm. Học rộng lắm nó, mà nó lại có một cái rất là 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 chuối ở chỗ rằng là, là Hầu như không được học lại chương trình lớp 11 Mà nó chỉ học, học đi thôi Đó, học đi thôi Đặc biệt là hình ấy Nếu bạn nào lớp 11 hiện tại mà còn yếu hình Thì đó là một cái vấn đề cực kỳ nan giải luôn Các bạn lên lớp 12 hầu như mù tịt luôn Các em nhớ chưa? Mù tịt luôn, các em Không có chuyện là quay đầu lại đâu Lên lớp 12 không được học lại Các em nhớ chưa? nó không được học lại mà chỉ có học tiếp thôi Đó Đúng chưa? Vì thế là những bạn nào mà xác định xuất phát sớm thì các bạn phải có một cái giai đoạn các bạn tổng ôn và yên tâm là thầy sẽ tổng ôn cho toàn bộ tất cả các bạn chúng ta tham gia khoa học live CTG đúng không ạ? Thì thầy sẽ ôn cho các em trong khóa S đấy nhá. Ok không? Sợ hình không gian kia thì à? ui rồi các bạn biết sợ là tốt đấy. Thầy thì e là các bạn không biết sợ thôi. Đến lúc mà lên lớp 12 rồi những bạn bè của mình học đùng đùng rồi đúng không? Bây giờ mình bắt đầu đi hối hận. Ôn khi đó chắc là không kịp nữa rồi. Nhớ chưa? Đó, cái đấy khoai lắm các bạn Hình không gian nó không phải ai nói không học được đâu Các bạn cứ nghĩ là dễ Đúng không? Là lên lớp 12 các bạn mới biết được nha Lên lớp 12 mới biết được Bây giờ gọi là đang tấm chiếu mới chưa trải thôi Cứ đợi đấy, đúng không? Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 27 nào Bạn nào muốn đăng ký khoa học đúng không? Các em nhớ rằng là trong khoa học của chúng ta sẽ được tổng ôn lại toàn bộ chương trình của lớp 11 luôn Bao gồm có cả hình không gian Bài toán góc và khoảng cách thì thầy ôn lại rất chi tiết và đầy đủ cho các bạn Các em nhớ chưa Và những bạn nào đăng ký và xuất phát sớm thì các em nhớ điền vào link mà thầy đã để trên caption nhá Các em hiểu ý thầy không Đó, những bạn nào đăng ký bây giờ thì thầy đảm bảo là vẫn kịp Bởi vì chúng ta có nhiều thời gian hơn Đúng không? Xuất phát sớm thì luôn luôn là một lợi thế mà Nhớ chưa Nào câu bảy chúng ta chú ý này cho dãy số UN, N là một số tự nhiên, khác không? có mà điều kiện đây. Đó, ok không ạ? Gọi S là bằng U1 cộng đến UN. Tổng N số hạng đầu tiên của dãy số đã cho, tìm lim của SN bằng. Các em thấy không? Lim của SN bằng. Bài <laughs> này nó rất là hay đúng không ạ? Bản chất là tổng của N gì các bạn, số hạng đầu tiên trong trong cấp số nhân lùi vô hạn đấy. Đúng không? Nhưng các em phải để ý này. Nếu u một bằng 3 Đúng không? Thì mình thay U1 và u vào đây Thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn tìm được U2 không ấy Khoa học là học trực tiếp hay là hay video ạ? À? Ờ, học trực tiếp mà Học live stream trực tiếp với thầy Tương tác trực tiếp với thầy ở trong đăng ký luôn Các em hiểu như thế không? Đó Và hiện tại những bạn nào đăng ký sớm Chúng ta được sale 50% học phí các bạn nhé đã ta được sale 50% học phí Đúng không? Và được tặng cả sách nữa cơ Đó Ok không? Không phải video Làm sao phải video các em cứ ngỡ rằng là nhiều bạn cứ bảo là, là video quay sẵn Nhưng thầy nói với các bạn luôn là học tương tác trực tiếp với thầy Thầy sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bạn ở trong nhóm kín Các em nhớ chưa? Tức là những bạn đã đăng ký thì các bạn mới được vào học Đó, ok không ạ? Còn những bạn ở ngoài thì là đương nhiên là các em sẽ không có quyền lợi đấy, đúng không? Đó, nhớ chưa? Nào, các bạn quay trở lại bài học nào khi mà người ta cho các bạn U1 bằng bằng 3 thì chúng ta sẽ nhanh chóng các bạn thay U1 vào đây để các bạn tìm là U2. Đúng không? U2 bao nhiêu? Đây. U2 thì sẽ là bằng gì các bạn? Trừ U1 trên 5 tóm lại là bằng trừ 3 và 5. Thế có việc bận có lại coi lại được không thầy? Có hết nhá, có, có. Các bạn bảo là khi nào hết sale vậy thầy? Hiện tại thì đang được sale đến tầm khoảng ở uh, ngày 15 tháng 3. Đó, vì thế là những bạn nào mà xác định mà đăng ký học thì các bạn đăng ký đặt chỗ. Đúng không? Các bạn chắc là mất tầm 1 phút thôi. Đúng không? 1 phút thôi các bạn học như thế này ạ à? đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây các bạn nhớ này đây các bạn chỉ mất một phút thôi đây các bạn kích vào đường link ở trên này này các bạn nhìn thấy đường link không đây sẽ là đường link để các bạn đăng ký khóa học dành cho tất cả các bạn hai cái từ Ơ chết rồi sao mà không vào được nhỉ sao không vào đường link này các bạn nhỉ đây nếu như các bạn không vào đường link thì chúng ta có đường link đây các bạn này đây đó các bạn thấy đường link ở thầy ghi ở comment không đó nhiều bạn bảo là 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 không thấy đường link đâu đúng không để thầy sẽ hướng dẫn lại các bạn một ký nhá đây 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 đường link này các bạn này. Đó, chết rồi, xong kích vào được nhỉ Chết rồi, chết rồi. Chắc là để tí nữa thầy sẽ chỉnh sửa các bạn nhá. Thôi rồi, Đó. nếu như bạn nào hiện tại mà chúng ta chưa vào được link ấy thì các bạn inbox cho thầy cũng được. Đây. Các em nhớ chưa? Chắc là thầy lại để nhầm cái đường link hay sao hay là tại sao mà không kích được vào hay sao các bạn? Đó, nếu bạn nào đăng ký thì các em có thể inbox cho page của thầy cũng được. Các bạn inbox cho page hoặc inbox trực tiếp cho thầy Facebook cá nhân của thầy đây cũng được. Đó, đó là cách nhanh nhất để các bạn đăng ký đúng không? Và yên tâm là là sau khi các bạn đăng ký thì uh, trợ lý của thầy sẽ là người tư vấn đầy đủ cho các bạn và chi tiết cho các em. Đó, ví dụ như là chúng ta vào học như thế nào này, đó lấy tài liệu ra làm sao này, đúng không? Cách học như thế nào này, đó có bài tập về nhà hay không này, vân vân. Thi cử ra làm sao này, tất cả đều có, anh chị trợ lý của thầy tư vấn hết. Các em nhớ chưa? Đó, nếu bạn nào mà chưa điền được link ấy thì mình có thể là là inbox trực tiếp thầy đây. Đây là Facebook cá nhân của thầy Hoặc là các bạn inbox cho page cũng được nhá Ok không? Đó, không biết là tại sao lúc nãy thầy để đường link mà không để được các bạn ạ Không biết là có vấn đề gì không nhỉ? Các bạn có vào đường link không nhỉ? Thầy không vào được các bạn ạ Có file để không thầy? Có em nhá 1 triệu 8 là combo là như thế nào? 1 triệu 8 ở đây là combo tất cả các khóa bao gồm có 3 khóa chính là khóa chuyên đề kiến thức lớp 12, khóa tổng ôn và khóa luyện đề. Đó. Đó, học từ bây giờ cho đến lúc thi đại học năm 2022 thì thôi. Và các em nhớ rằng là 1 triệu 8 này này là học đến thi luôn các bạn nhá. Học đến thi luôn đấy. Các bạn nhớ chưa? Đó, học đến thi đại học năm 2022 thôi. Mà các bạn chia ra đi. Đúng không? 1 triệu 8 mà các bạn chia cho 15 tháng tức là chúng ta chỉ mất tầm khoảng 100.000 một tháng mà rõ ràng là các bạn được học đầy đủ này đúng không? Được học bài bản học chi tiết này. Đó và được có gì các bạn có rất nhiều quyền lợi khác nữa. Đó, đúng không? Em vẫn vào được thầy ạ. À? Ok ok. Không hiểu sao không, các bạn, thầy không vào được. Các bạn nhớ nhá, thầy không vào được các bạn. <laughs> Khi nào hết sale vậy thầy? Nói chung là khai giảng đến uh, ngày 15 tháng 3 các bạn. Nhớ. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 rồi đúng không các em? Các bạn đăng ký sớm các bạn nhá. Lịch liver ở trong nhóm kín hả thầy? Đúng rồi anh em nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 27 nào. Ôi trời, nhiều bạn đang hỏi quá. Nào, coi 7 nào. Đấy, có, có một số bạn bảo em không vào được ạ. À? Nếu bạn nào mà hiện tại chúng ta không vào được ấy, không vào được link ấy, các bạn cứ inbox trực tiếp cho Pet cũng được. Hoặc là các bạn inbox cho thầy cũng được nhá. các bạn cứ nhắn tin cho thầy hoặc là nhắn tin cho Pet thì là, là, là các em sẽ được uh, các anh chị trợ lý tư vấn thôi nhá. Link bị thiếu ạ. À? Ok, ok. Các bạn hỏi là gì nhỉ? Khoa học này có học nốt chương trình 11 không ạ hay là thầy bắt đầu lớp 12 luôn ạ? Thầy sẽ phải ôn tất cả những kiến thức đó liên quan đến kỳ thi đại học thì thầy đều phải ôn lại cho các em hết. Các em nhớ chưa? Bởi vì các em biết rằng là uh, không phải là lên lớp 12 hay giỏi là được đâu. Thi đại học nó còn có cả chương trình lớp 11 mà. Đó, đúng không? Em vào được thế ơi, không hiểu sao thầy không vào được các bạn ạ. Không biết là các bạn có vào được không nhỉ? Rồi ok, tiếp tục câu 27 này, thầy không vào được các bạn. Các bạn nhìn thấy đường link mà thầy ghi ở comment ấy nhá. Được chưa? Rồi, tiếp tục quay trở lại đây nào. Lim của SN bằng bao nhiêu? Bây giờ các bạn tìm SN trước đi, đúng không? SN của thầy là bằng gì đây? Dùng công thức thôi, đúng không? Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn thì sẽ là bằng gì? Nó sẽ là bằng U1 trên cho 1 trừ Q. Đó, đúng không ạ? U1 của thầy bằng uh, mấy các bạn? Bằng 3 này. Đó, đúng không? Nhưng quy bằng bao nhiêu? Quy là gì? Quy người ta gọi là công bội của cấp số nhân Đó Hiểu không? Thì mình phải làm gì? Mình phải lấy U2 triệu 1 Đúng không ạ? U2 triệu 1 là gì? Là lấy số hạng đứng sau Chia cho số hạng đứng trước nó một đơn vị đấy Thì tóm lại chúng ta tìm quy Bạn nào nhầm được tốt thì trừ 3 và 5 chia 3 mấy Là trừ 1 phần 5 Hiểu không? Thì vào đây chúng ta thay vào luôn nhé 1 trừ quy là 1 trừ đi trừ 1 phần 5 Đó Hiểu chưa các bạn? Ở à, đấy, các bạn nhìn thấy chị Minh Thu không? Chị Minh Thu vừa ghim link rồi các bạn này Đấy, chị Minh Thu đây này. Bạn nào mà hiện tại mà 2K4 mà chúng ta chưa kết bạn với chị thì các em có thể kết bạn với chị luôn. Đây. Chị Minh Thu là trợ lý của thầy lớn các bạn nhá. Đây, chị vừa ghim đường link đây này. Đó, các bạn à, có thể là inbox cho chị cũng được nhá. Ok không? Tiếp tục ở đây là bằng 3 này đúng không? 1 trừ đi trừ là thành cộng. À, 1 cộng 1/5 là bằng 6/5. 3 chia 6 phần 5 các bạn nhân đảo ngược lên Tóm lại là 3 nhân cho 5 phần 6 Thì là bằng 15 phần 6 đúng không các bạn Đó Thì các bạn xuống gọn chia cho 3 thôi Nhà. đó, Chia 3 thì bằng mấy các bạn Bằng 5 phần mấy 5 phần 2 Đáp án D Hiểu chưa Thế thì bài này làm gì đây Người ta có thể cho các bạn các dãy số khác vân vân như trang nữa Nhưng cái chính là chúng ta luôn luôn biết Đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn bắt buộc chúng ta phải tìm ra số thầy xem U1 bằng bao nhiêu Đúng không ạ? Và Q bằng bao nhiêu Sau khi bạn tìm được U1 và tìm được Q Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được SN đấy Bằng công thức Đây Đó Đúng không? Là xong ngay Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Đã hiểu thầy câu số 27 chưa? Còn mấy cái thằng này mà lằng nhằng thì các bạn không cần quan tâm Có nhiều bạn hỏi là thầy ơi Người ta hỏi lim của SN mà thầy Khi các bạn tìm SN ấy bằng 5 phần 2 đúng không? Thì lim của nó có đúng, đúng bằng chính nó không? Đơn giản thôi. Đó, ok không ạ? Là câu 27 nhá. Tiếp tục câu 28 cũng tương tự như thế. 28 cũng tương tự như thế, đúng chưa? 28 nào. Bạn nào chú ý nào? 28. UN thỏa mãn này đúng không ạ? U1 bằng 1, UN cộng 1 thì bằng này. Tìm lim của UN. Đúng chưa? Lim của UN. Đó. À. thì bạn nào biết không? Lim của UN tức là cái số hạng gì các bạn? Số hạng cuối cùng đấy các bạn ạ. À. Nào, câu 28 bạn đã biết làm không? Đầu tiên U1 của chúng ta cũng sẽ là bằng 1, đúng không ạ? Và các bạn sẽ suy ra cho thầy xem U2 bằng bao nhiêu nào. U2 bằng bao nhiêu đây? Các bạn thay vào đây này. Đúng không? U2 thì chắc chắn sẽ là bằng 2/3 lần U1 mà cộng với 4. Lý do bởi vì đây là UN cộng 1. Đó, đúng không? Thì bằng 2/3 UN. Thì các bạn xem như là kiểu N của chúng ta mấy các bạn bằng 1 đấy bỏ vào đấy U2 thì đúng là bằng 2 phần 3 U1 cộng 4 không? Các bạn thay vào nó được bao nhiêu đây? 2 phần 3 nhân với 1 cộng 4 bằng bao nhiêu? Là bằng...